Chương 7, tôi tập đọc những diễn viên trong gánh xiếc của cụ Vitalis. Tôi muốn nói tới mấy con chó và con khỉ quả là tài hoa xuất chúng, nhưng mà tài hoa của họ không trổ ra nhiều về. Khi họ đã diễn ba bốn buổi rồi thì người ta biết hết cả các tiết mục. Lúc ấy họ chỉ còn diễn lại những trò cũ, do đó, chúng tôi không thể ở lâu trong một đô thị. Ở Aso được ba ngày thì chúng tôi phải lên đường, tôi đã quen cụ ông nên tôi đánh bảo hỏi, chúng ta đi đâu đây, thưa cụ? Ông già nhìn tôi và hỏi lại, cháu biết vùng này à? Không, thế sao cháu hỏi chúng ta đi đâu? Để cho biết, biết cái gì kia? Tôi đứng ngây người ra không biết nói gì. Mắt nhìn con đường trắng xóa chạy dài trước mặt. Trong lòng một thung lũng nhỏ có nhiều cây cối. Ông cụ tiếc nếu ông bảo cháu là chúng ta đi đến Orillac để rồi lại đi bóc đô, đi tới dãy núi Pyrene thì phòng cháu biết được cái gì chứ? Thế cụ biết rõ vùng này à? Ông chưa đến đây bao giờ cả. Vậy sao cụ biết chúng ta đi đâu? Ông cụ lại nhìn tôi rất lâu dường như định tìm kiếm cái gì ở tôi. Xong cụ hỏi, cháu không biết đọc phải không? Vâng, thế cháu có biết quyển sách là cái gì không? Có, người ta mang sách đi lễ nhà thờ để đọc kinh khi người ta không thuộc lòng bài kinh lần chàng hạt. Cháu đã trông thấy nhiều sách lắm, sách đẹp, ở trong có tranh vẽ, ngoài bọc ra. Tốt lắm, thế là cháu biết rằng người ta có thể viết kinh vào một quyển sách, có phải không? Vâng, người ta có thể viết cái khác vào sách cũng được. Khi cháu đọc thuộc bài kinh lần chàng hạt là cháu đọc thuộc lòng những câu mà cháu rót vào tay cháu. Những câu đó từ tay cháu đã dồn vào trong óc cháu để trở ra trên đầu lưỡi khi cháu cần đến nó. Thế nhưng những người đọc kinh bằng sách thì không phải họ lấy những câu kinh từ chi nhớ, mà họ lấy những câu đó ở trong sách ra, lấy bằng mắt, nghĩa là họ đọc. Cháu đã được trông thấy người ra đọc rồi tôi reo lên vẻ đắc thắng như một người không những không đần độn mà trái lại hiểu rất rõ những điều người ta nói với mình với những bài kinh người ta làm thế nào thì với những thứ khác người ta cũng làm thế lúc nào nghỉ lại ông sẽ đưa cho cháu xem một quyển sách trong đó có tên và lịch sử các vùng chúng ta đi qua có những người đã ở hoặc đi khắp miền này họ viết vào trong sách những điều mà họ trông thấy hoặc nghe biết nhờ vậy ông chỉ việc mở quyển sách ra đọc là biết rõ ông trông thấy những vùng đất ấy như là chính mắt ông nhìn thấy. Ông học lịch sử các vùng ấy như là nghe lời người ta kể vậy. Từ nhỏ đến giờ, tôi đã lớn lên như một chú bé man dở, không có mảy may ý thức về đời sống văn minh. Những lời nói của ông cụ làm cho tôi bừng tỉnh, trước còn lờ mờ sau sáng tỏ dần. Thực ra thì mẹ nuôi tôi cũng đã cho tôi đi học. Nhưng mà chỉ đi học có một tháng, và trong cái tháng ấy tôi chẳng được sờ đến quyển sách nào. Người ta cũng chẳng nói đến việc tập đọc tập viết, chẳng dạy cho tôi một bài nào, dù là bài gì. Không nên căn cứ vào tình hình trường lớp hiện nay để nhận xét rằng lời tôi nói trên là vô lý. Hồi đó ở nước Pháp có vô số xã không có trường học. Ở những xã có trường thì lại có những trường mà thầy giáo phụ trách vì lý do này hay lý do khác chẳng dạy dỗ gì cho những con em người ta gửi gắm cho các thầy. Các thầy không dạy vì các thầy rốt đặc, hoặc là vì các thầy mải làm công việc khác các thầy chỉ biết trông trẻ tưởng rằng đó là công việc chính đó là trường hợp thầy giáo trường làng chúng tôi thầy giáo có biết chữ nghĩa gì không có thể là biết đấy tôi không muốn gán ẩu cho thầy cái danh hiệu mít đặc nhưng mà thực sự thì khi tôi đến nhà thầy thầy chẳng dạy cho tôi chữ nào cả đối với các bạn tôi cũng vậy vốn là thợ guốc thầy vùi đầu vào làm guốc từ sáng đến tối chỉ thấy thầy tung ra quanh thầy bao nhiêu là vỏ bào gỗ rẻ và gỗ hồ đào ngoài những câu qua lại về bố mẹ chúng tôi, về thời tiết mưa rét, thầy chẳng nói gì khác. Chẳng đả động gì đến tập đọc, làm tính, về việc này thì thầy ủy thác cho cô con gái thầy. Cô ấy có nhiệm vụ thay thế thầy, dạy chúng tôi học, nhưng mà cô này vốn là thợ may cho nên cô cũng lại như ông bố thôi. Trong khi ông bố thoải mái sử dụng cái bào, cái đục thì cô múa cây kim thoan thoát. Cần phải sống chứ, bọn học trò chúng tôi là 12 đứa hàng tháng phải trả mỗi đứa năm hào, cộng cả thầy là 6 phở răng. 6 phở răng thì làm sao đủ nuôi miệng hai người trong vòng 30 ngày. Dạy học không đủ sống thì phải làm guốc và khâu vá bù vào. Có tiền mới có cây ăn cái mặc chứ. Thế là tôi chẳng học được cái gì ở trường cả, ngay cả đến những chữ tay cũng vậy. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ một lúc rồi hỏi cụ Vitalis, thưa ông, tập đọc có khó không? Khó đối với những người tối giả, càng khó hơn nữa đối với những đứa không quyết tâm cháu có tối giả không cái đó cháu không biết nhưng nếu ông vui lòng dạy cháu đọc được sách thì cái gì chưa quyết tâm có lẽ cháu không thiếu đâu thế thì để rồi xem chúng ta còn chán thì giờ còn chán thì giờ tại sao lại không làm ngay nhỉ tôi chưa lượng biết tập đọc khó khăn đến giường nào tôi cứ tưởng rằng hễ tập đọc là mở ngay quyển sách và nhìn thấy tức khắc những cái gì chứa đựng trong đấy ngày hôm sau trong khi đi đường ông cụ chủ tôi cúi xuống nhặt một mảnh ván nửa lớp trong bụi đường Ông cụ nói, đấy là quyển sách để cháu tập đọc, cái mảnh ván này là quyển sách cả. À? Tôi nhìn ông cụ xem ông có chế diễu tôi không, thấy ông nghiêm trang thì tôi lại ngắm kỹ cái vật ông vừa bắt được. Đúng là một mảnh ván gỗ rẻ, bằng cánh tay, rộng bằng hai bàn tay, nhẵn thín. Trên ván không ghi chép hoặc vẽ hình gì cả, làm sao mà đọc được trên mảnh ván ấy, và lại có cái gì mà đọc kia chứ, ông cụ vừa cười vừa nói, ốc trấn đang suy nghĩ, ông chế diễu cháu đây à? không bao giờ đâu cháu ạ chế diễu cũng có cái hay như khi cần sửa chữa một tật hư nết xấu nhưng chế diễu người ngu dốt thì lại là ngu dại hãy đợi khi ta đến chỗ cây đằng kia ta nghỉ chân và cháu sẽ thấy ông dạy cháu tập đọc trên mảnh gỗ như thế nào chẳng mấy chốc đã tới lùm cây đặt sắc xuống chúng tôi ngồi trên thảm cỏ đang bắt đầu xanh lại lôm đốm đó đầy vài bông xuyên tuyết tám con joli cơ cởi xích ra nhảy tót lên cây dùng hết cành này đến cành khác như để làm dụng những trái hồ đào. Mấy con chó trầm tĩnh và cũng mệt nhọc hơn, nằm vây quanh chúng tôi. Ông Vitalis rút ở trong túi áo ra một con dao, lấy lưỡi dao tách ở tấm ván ra một mảnh gỗ thật mỏng. Làm thế xong, ông cụ cạo thật nhẵn hai mảnh gỗ và cắt nó thành từng miếng vuông nhỏ. Được cả thầy 12 miếng rèn rẹt bằng nhau, tôi chăm chú xem ông cụ làm, nhưng phải thú thật rằng mặc dù hết sức. Tôi vẫn chưa hiểu ông cụ làm thế nào dùng mấy miếng gỗ tí tẹo ấy mà làm thành một quyển sách được. Vì rằng có rốt nát đến đâu chăng nữa, tôi cũng biết rằng một quyển sách gồm có một số tờ giấy trên đó vạch dấu đen. Mà ở đây thì nào có những tờ giấy ấy, nào có thấy những dấu đen kia. Ông cụ nói, trên mỗi mặt miếng gỗ nhỏ ấy, ngày mai ông sẽ lấy mũi dao khắc một chữ cái. Cháu sẽ học hình dạng chữ và khi cháu thuộc lòng không nhầm lẫn nữa, thoáng trông đã biết thì cháu sẽ ghép những chữ ấy lại với nhau thành từng tiếng cứ như thế cho đến khi cháu ghép được những tiếng ông bảo là cháu có thể đọc trong sách được rồi chẳng bao lâu trong túi tôi bỏ đầy những miếng gỗ nhỏ và dần dần thuộc hết các chữ cái nhưng mà biết đọc lại là chuyện khác mọi sự không đi nhanh như thế đâu và đã có lúc tôi thấy hối là mình đã chót dại muốn biết đọc muốn cho công minh thì tôi phải nói rằng không phải vì lười mà đã có lần tôi đã hối tiếc như vậy tôi hối tiếc chỉ vì tự ái thôi khi dạy tôi những chữ cái cụ vitalis nghĩ rằng có thể dạy luôn cho con capi được con chó đã nhớ những con số chỉ giờ thì tại sao nó không nhớ chữ cái được thế là chúng tôi học chung bài vở tôi trở thành người bạn học của con chó hay con chó là bạn học của tôi nói thế nào cũng được tất nhiên là con capi không đọc được những chữ nó nhìn thấy vì nó không biết nói nhưng mà khi mấy miếng gỗ đã được trải ra trên mặt cỏ thì hễ cụ đọc chữ nào, nó phải lấy chân kéo chữ ấy ra. Thoạt tiên thì tôi học mau hơn nó, nhưng trí thông minh của tôi nhạy hơn thì trí nhớ của nó lại bền hơn. Cái gì nó học được là nó nhớ mãi mãi, không bao giờ quên. Vì nó không đáng trí cho nên không bao giờ nó ngập ngừng hoặc nhầm lẫn. Thế cho nên khi tôi nhầm lẫn thì cụ chủ lại bảo rồi con Capi sẽ biết đọc trước Remy cho coi và con chó hình như cũng hiểu nên nó vẫy đuôi đắc thắng. Cụ Vitalis nói, ngu hơn một con vật, ở trên sân khấu thì hay đấy, nhưng ở ngoài đời mà như thế thì thật xấu hổ. Điều đó kích thích tôi và làm cho tôi dốc lòng học tập. Tội nghiệp thay con chó trong khi nó dẫm chân tại chỗ ở cái bài chọn chữ cái để giáp tên, thì tôi đã xem được sách. Cụ Vitalis bảo, bây giờ cháu biết đọc chữ rồi, cháu có muốn học đọc nhạc không? thế thì cháu biết âm nhạc rồi thì cháu có thể hát như ông được không? Cháu muốn hát như ông hả? À? Ồ, không phải hát như ông, cháu biết cái ấy không thể được. Cháu chỉ muốn hát được mà thôi, nghe ông hát, cháu thích thú lắm sao? Đó là điều làm cháu vui thích nhất. Con chim oanh hót đã hay nhưng mà cháu tưởng ông hát còn hay hơn nhiều. Và lại không phải lúc nào cũng giống nhau. Khi ông hát thì cháu hoàn toàn tùy quyền ông, ông bắt buồn thì cháu khóc, ông cho vui thì cháu cười cháu còn muốn nói với ông một điều mà có lẽ ông cho là ngu xuẩn khi ông hát một điệu êm ái hay một điệu buồn thì điệu hát đó đưa cháu trở về với má barberin cháu nghĩ đến má cháu cháu trông thấy má cháu ở trong nhà cháu ấy thế mà nào cháu có hiểu những lời ông hát đâu ông hát bằng tiếng ý kia mà tôi vừa nói vừa nhìn ông cụ và tôi thấy hình như ông cụ ứa nước mắt tôi bèn ngừng lại và hỏi xem có làm phiền lòng cụ không ông cụ cảm động trả lời không đâu cháu ạ à, cháu không làm ông buồn đâu trái lại cháu làm ông nhớ lại tuổi trai trẻ thời tươi đẹp của ông cháu cứ yên tâm ông sẽ dạy cháu hát cháu là một đứa trẻ giàu tình cảm cho nên cháu cũng sẽ làm cho người ta khóc và cháu sẽ được người ta vỗ tay hoan hô rồi cháu xem bỗng dưng ông cụ dừng lại và tôi hiểu rằng ông cụ không muốn kể lể nhiều về câu chuyện này nữa nhưng mà lý do làm ông cụ không nói thì tôi không đoán được mãi về sau lâu lắm về sau này tôi mới hiểu rõ biết trong trường hợp thật đau đớn thật khủng khiếp với tôi khi nào câu chuyện của tôi tới đoạn ấy tôi sẽ kể ngay ngày hôm sau ông cụ dạy nhạc cho tôi cũng làm như cách dạy chữ nghĩa là ông cụ lại cắt những miếng gỗ vuông nhỏ và lấy dao khắc vào đó nhưng lần này việc ông cụ làm tốn công nhiều hơn vì rằng những dấu hiệu khác nhau để ghi nốt nhạc rắc rối hơn chữ cái nhiều để cho túi nhẹ bớt ông cụ dùng cả hai mặt gỗ sau khi dạch năm dòng tức là những dòng để viết nhạc mặt bên này ông cụ khắc khóa son và mặt bên kia là khóa pha khi cụ chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi thì tôi bắt đầu học tôi phải thú thực rằng học nhạc vất vả không kém học chữ ông cụ vitalis kiên nhẫn với mấy con chó là thế mà với tôi thì nhiều lần đã lộn tiết lên. Cụ hét với một con vật, người ta nhịn được bởi vì người ta biết nó là một con vật. Còn cháu thì cháu làm ông đến chết mất thôi. Thế là ông cụ giơ tay lên trời như đóng kịch và thình lình bỏ rơi xuống đánh đét vào đùi. Con Jolieker vốn thấy có cái gì buồn cười thì thường nhại lại, nay thấy ông cụ làm thế là nó bắt chước ngay. Hầu như lúc nào tôi học bài nó cũng ngồi xem cho nên khi tôi ngập ngừng lúng túng thì thấy y như rằng nó đưa tay lên trời rồi thả xuống trên đùi làm tôi bực mình. Còn ông cụ thì kêu, ngay đến con Jolica cũng chế nhạo cháu đó, nếu tôi bạo mồm bạo miệng thì tôi sẽ cãi lại rằng nó chế nhạo cả thầy nữa chứ không phải trò mà thôi. Nhưng mà phần vì kính nể, phần vì sợ vần sợ vơ cho nên may quá, lần nào tôi cũng chặn câu ấy lại được. Tôi chỉ lầm bầm câu đó một mình mỗi khi con khỉ vừa nhăn nhó vừa buông tay đánh đét trên đùi lẩm bẩm như thế cũng đủ làm cho tôi đỡ xấu hổ phần nào rốt cuộc tôi vượt qua những bước đầu ấy mặc dù vất vả khi tập hát lần đầu tiên trên một bàn ký âm do cụ vitalis viết trên giấy tôi rất sung sướng hôm đó ông cụ không buông tay đánh đét nữa mà lại vỗ vào hai bên má tôi một cách thân mật cụ bảo rằng nếu tôi cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành một danh ca tất nhiên là việc học tập của tôi không hoàn thành trong một ngày trong hàng tuần hàng tháng lúc nào túi tôi cũng đầy những miếng gỗ nhỏ và lại tôi cũng không được theo học đều đặn như các trẻ con khác theo học ở trường chỉ lúc nào rảnh ông cụ mới dạy tôi mỗi ngày chúng tôi phải đi một đoạn đường dài hay ngắn tùy theo các làng mạc cách xa dần chúng tôi phải biểu diễn bất cứ ở nơi nào nếu thấy ở nơi ấy có cơ thu tiền được phải bắt bầy chó và ông Jolico luyện tập phải tự tay sửa soạn lấy bữa ăn sáng hay bữa ăn chiều xong xuôi các công việc đó thì mới nói đến chuyện đọc sách hay là học nhạc thường thường tôi học ở chỗ nghỉ chân dưới một gốc cây hoặc trên một đống đá lấy thảm cỏ hoặc đường đi làm bàn để bày những miếng gỗ ra cách tập như thế khác hẳn với cách học tập của biết bao trẻ em khác những trẻ em này chỉ có mỗi một việc là học thế mà vẫn cứ kêu ca là không có thì giờ học bài tuy nhiên phải thừa nhận rằng trong việc học tập có điều quan trọng hơn là thì giờ đó là sự chuyên tâm Dành nhiều thì giờ để học bài cũng không làm cho bài học in sâu vào tâm trí Tập trung tư tưởng mới làm cho ta đạt kết quả ấy May làm sao tôi lại có khả năng tập trung tư tưởng Không để cho những trò chơi xung quanh mình lôi cuốn Nếu tôi cũng như một số học sinh kia chỉ ngồi ý trong buồn Hai tay nút chặt tay lại mắt dán vào sách mới học được Thì hồ dễ tôi đã học được gì Chắc là không gì cả Bởi vì chúng tôi không có buồn để tự giam mình vào đó và khi đi dọc theo những con đường thiên lý tôi phải luôn chú ý nhìn dưới chân không thì có khi ngã sấp mặt rốt cuộc tôi đã học tập được đôi chút đồng thời tôi cũng tập đi được những độ đường dài và cái đó bổ ích cho tôi không kém gì những bài học của cụ vitalis khi còn ở với má barberin tôi là một đứa trẻ khẳng kheo ốm yếu và cái cách người ta nói về tôi chứng tỏ điều đó một cách rõ ràng ông barberin thì bảo nó là một thằng bé thành thị cụ vitalis thì chế nhạo chân tay nó mảnh khảnh quá. Sống ở bên cạnh ông chủ tôi, màn trời chiếu đất kham khổ, chân tay tôi rắn lại, ngực nở ra, da tôi dày dặn đi. Nhờ thế tôi chịu đựng được tất cả rét cũng như bức, nắng cũng như mưa. Thời kỳ tập nghề này là một điều may mắn lớn cho tôi. Nó giúp tôi về sau thắng được những đòn khốc liệt mà số phận giáng xuống đầu mình trong tuổi niên thiếu. Chương 8, vượt ngàn băng nổi chúng tôi chu du một phần miền nam nước Pháp qua các tỉnh Auvergne, Vélai, Languedoc. Cây lối đi của chúng tôi thật đơn giản, cứ việc đi tới phía trước, không suy nghĩ tính toán gì cả. Hễ trông thấy đằng xa có một làng nào không có vẻ quá tiêu điều là chúng tôi sửa soạn tiến vào một cách vinh quang. Tôi trang điểm trải chuốt cho mấy con chó, đội mũ cho con donche mặc áo cho con zebino dán một bên mắt cho con Capi để cho nó đóng vai một chiến binh kỳ cựu và tôi bắt con jolico mặc quân phục tướng anh đó là phần việc khó nhọc nhất của tôi bởi vì con khỉ biết rằng mặc áo là sắp sửa phải làm việc vất vả nên nó cố sức chống cự nó nghĩ ra những ngón rõ ma mãnh để làm cho tôi thất bại thế là tôi phải cầu cứu con capi vì con chó tỉnh táo tình ý và nhạy cảm cho nên bao giờ nó cũng phá được những trò danh mãnh của con jolico đoàn xiếc mặc đại lễ xong Cụ vitalis cầm ống tiêu thổi và chúng tôi xếp đội ngũ chỉnh tề diễu hành qua làng nếu những kẻ hiếu kỳ kéo theo sau chúng tôi khá đông thì chúng tôi tổ chức ngay một buổi diễn nếu số người quá ít không hy vọng kiếm tiền được thì chúng tôi cứ tiếp tục đi chỉ tới những thành thị chúng tôi mới ở lại nhiều ngày và khi đó thì buổi sớm tôi được tự do đi dạo chơi muốn đi đâu thì đi tôi dắt con capi đi rong vơ vẩn các phố phường tất nhiên con capi chó nhà chứ không phải con capi trong trang phục biểu diễn Thông thường cụ Vitalis giữa tôi bên nách cụ, nhưng trong những dịp trên thì cụ buông lòng cho tôi mặc tình, mặc ý. Cụ bảo, ngẫu nhiên mà cháu được đi chu du nước Pháp ở cái lứa tuổi các trẻ con khác đang đi học tiểu học hay trung học, thì cháu hãy mở mắt ra, cố nhìn và gắng học hỏi. Khi cháu lúng túng, khi trông thấy điều gì chưa hiểu, muốn hỏi ông thì cứ việc hỏi, đừng sợ gì. Cũng có cái ông không thể giải thích cho cháu được vì ông không dám tự hào là cái gì cũng biết nhưng chắc là một đôi khi ông có thể làm cho tính ham hiểu biết của cháu được thỏa mãn đấy. Trước kia không phải bao giờ ông cũng làm anh bầu một gánh xiếc chó khỉ như thế này đâu. Cho nên ông cũng đã học tập được nhiều cái khác kia, chứ không phải chỉ cái nghề trình diện anh Capi hay ngài Joliker với chư vị khán giả. Cái khác là những cái gì kia, thưa cụ, để lúc nào rồi ông sẽ nói chuyện. Bây giờ cháu chỉ biết rằng một người làm xiếc chó cũng có thể đã từng có địa vị trong xã hội, thế là đủ đồng thời cũng cần biết rằng hiện nay cháu ở bậc thấp nhất trong các bậc thang xã hội nhưng nếu cháu muốn thì cháu cũng có thể leo lên bậc cao hơn cái đó một phần tùy hoàn cảnh nhưng phần lớn là ở cháu cháu à cháu hãy chịu khó nghe những bài học của ông những lời ông khuyên bảo sau này lúc cháu lớn khôn cháu sẽ cảm động và biết ơn ông khi cháu nhớ tới cái lão nhạc sĩ tội nghiệp đã khiến cháu khiếp đảm khi cướp cháu trong tay người mẹ nuôi của cháu Ông cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ giữa ông và cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu sau này. Không biết trước kia ông cụ chủ tôi làm gì mà bây giờ hễ cứ nói đến là giữ gìn ý tứ nhỉ. Tôi cứ tò mò tự hỏi như thế và nghĩ ngợi, nếu đúng như ông cụ nói, ông cụ đã từng ở một bậc thang cao trong xã hội thì tại sao bây giờ ông cụ lại đang ở bậc thấp? Ông cụ cho rằng nếu tôi muốn thì tôi có thể leo lên bậc cao, thế mà tôi thì chỉ là một đứa trẻ hèn mọn, rốt nát, không gia đình không ai giúp đỡ. Thế thì tại sao chính ông cụ lại tụt xuống, sau khi rời dãy núi tỉnh Ô chúng tôi đến vùng đá vôi tỉnh Cơ Si. Đó là những đồng bằng rộng lớn, mặt đất cuộn lên như những làn sóng không đều, trên đó chỉ có đất hoang và rừng cây thưa thớt. Không có miền nào buồn bã, nghèo nàn hơn thế, đó là cảm tưởng của khách khi qua đây. Cái điều làm cho cảm tưởng này càng thêm rõ rệt là không thấy chỗ nào có nước cả, không có sông không có suối cũng không có ao hồ đây đó là một vài lòng suối khô cạn trơ những sỏi đá nước thì đã tuồn vào những vực sâu và biến vào trong lòng đất để rồi lại rì ra ở nơi xa tạo thành những dòng sông hay những giếng lồng giữa đồng bằng đang bị khô hạn ấy có một làng lớn gọi là làng Bastid Murat chúng tôi nghỉ đêm lại đấy trong vựa cỏ một quán trọ buổi tối trước khi ngủ ông cụ Vitalis nói ở trong miền này và có thể ở chính ngay quán trọ này đã ra đời một con người từng làm chết hại hàng ngàn binh lính người ấy xuất thân là một anh chàng giữ ngựa mà về sau làm nên vương bá ông ta tên là murat chín người ta tôn ông ta là anh hùng và lấy tên ông ta đặt cho làng này ông có biết ông ấy và đã nhiều lần nói chuyện với ông ấy thuở ông ta giữ ngựa câu hỏi đó bật ra ngắt lời ông cụ tôi không kịp giữ lại ông cụ cười đáp không thuở ông ta làm vua ông đến làng bastid lần này là lần đầu còn ông gặp ông Murat thì ở Naples kia, ở giữa triều đình của ông ta. Chao, ông đã quen thân với một vị vua, chắc hẳn tiếng reo của tôi có gì ngộ nghĩnh lắm, vì thấy ông cụ lại phá lên cười, cười khá lâu. Ông cháu chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài trước chuồng ngựa, lưng tựa vào tường hãy còn ấm nắng ban ngày. Trên một cây sung lớn vòm lá, chùm đầu chúng tôi, lũ ve sầu đang tung khúc nhạc đơn điệu của chúng. Trước mặt chúng tôi lửng lơ trên các mái nhà, vầng trăng tròn vạnh vừa mọc từ từ nhô lên giữa khoảng không. cái đêm hôm ấy êm ả à, đối với chúng tôi lại càng dễ chịu bởi vì ban ngày nóng bức quá chừng. cụ vitalis hỏi cháu buồn ngủ chưa hay là cháu ưng nghe ông kể chuyện vua murat. ồ chuyện vua murat thưa ông thế là ông cụ kể câu chuyện từ đầu chí cuối cho tôi nghe. chúng tôi ngồi hàng mấy giờ đồng hồ liền trên ghế. ông cụ thì kể tôi thì dán mắt lên gương mặt ông cụ mờ tỏ dưới ánh trăng xanh sao tất cả những sự việc đó có thể có được ư không những có thể có mà lại có thực nữa chứ cho tới lúc đó tôi không có một ý niệm gì về lịch sử cả ai kể cho tôi nghe kia chứ nhất định là không phải má barberin rồi má có biết lịch sử là cái gì má sinh ra ở chavanon thì má lại chết ở đấy thôi trí óc của má không hề vượt ra quá tầm con mắt của má và đối với con mắt của má thì vũ trụ nằm trọn trong cái vành chân trời trông từ trên chóp núi Odus. Cụ chủ tôi đã trông nhiều thấy rộng làm sao, không biết thời trai trẻ ông cụ là người thế nào nhỉ? Tại sao ông cụ lại trở thành cái người như giờ đây tôi trông thấy trong tuổi già nua? Hẳn ai cũng phải nhận rằng tất cả những điều đó đủ làm cho trí tưởng tượng tỉnh táo, linh hoạt, hiếu kỳ của một đứa trẻ làm việc không ngừng. Chương 9, tôi gặp một người khổng lồ đi hài bầy dặm. Tôi còn nhớ đi khỏi miền đá vôi khô cằn thì chúng tôi lọt vào một thung lũng quanh năm xanh tươi. Đó là thung lũng sông Đo Đô Nhơ. Chúng tôi đi xuôi chiều thung lũng, đi những chặng ngắn thôi. Đất đai màu mỡ làm cho dân cư giàu có, cho nên chúng tôi biểu diễn được nhiều lần. Tiền thưởng rơi vào cái bát gỗ của con capi khá dễ. Một cái cầu lơ lửng trên không như treo trong sương mù bằng những sợi tơ nhện răng ngang trời, vắt qua một con sông rộng, nước chảy lưỡng lờ đó là cầu Cáp Giác và sông Đo Đô Nhơ, một thành phố đổ nát, có hào, có hang động, có vọng lâu, có những tường thành dạn nứt của một tu viện ở giữa, có lũ ve sầu kêu dâm ran trên những cây nhỏ dài rác đó đây. Đó là thành phố Emilien. tất cả những thứ này đều mập mờ hỗn độn trong trí nhớ của tôi. Duy có một cảnh tượng dội khá mạnh vào đầu óc tôi khiến nó ghi nhớ mãi cho đến ngày nay. Mỗi khi tôi hồi tưởng lại thì cảnh tượng ấy lại hiện lên rõ nét như ban đầu. Chúng tôi ngủ đêm ở một làng khá nghèo khổ và hôm sau chúng tôi lại ra đi khi trời vừa hừng sáng. Chúng tôi đi đã lâu lắm trên đường cái đầy bụi, tầm con mắt đang bị thu hẹp vào một con đường nhỏ hai bên trồng nho, bỗng dưng mở rộng ra trên một khoảng mênh mông, dường như có chiếc gậy thần đã đụng vào một bức phông đột nhiên buông xuống trước mặt chúng tôi. Một con sông chảy uyển chuyển vòng quanh ngọn đồi, chúng tôi vừa bước chân tới bên kia sông, những mái nhà và những gác chuông của một thành phố lớn rải rác khắp nơi, tít chân trời mở dạng Nhà mới nhiều làm sao, và biết bao nhiêu là ống khói, một vài ống khói cao và đẹp hơn, vươn lên như những cây cột, phun từng luồng khói đen cuồn cuộn bay theo chiều gió tạo thành một đám mây mù trên thành phố. Ở giữa dòng sông và dọc theo bến tàu, tàu thủy đậu ngổn ngang chen chúc. Dây leo, cột buồm, cánh buồm, cờ muôn màu sắc phất phơ trước gió, tất cả những cây ấy chen nhau chi chít như cây trong rừng. Có những tiếng ầm ầm ì ì, tiếng sắt vụn loảng xoảng, tiếng song chảo, tiếng búa đập và trên cả các tiếng đó là tiếng rầm rầm của vô số xe cộ chạy nhộn nhịp trên bến tàu. Cụ Vitalis nói, thành phố Bắc đồ đấy, đối với một đứa trẻ như tôi, một đứa trẻ cho tới lúc ấy chỉ trông thấy những thôn xóm nghèo nàn ở miền sông Crewe hay một vài đô thị nhỏ tình cờ gặp trên đường đi, thì quang cảnh này quả thực là thần tiên không nghĩ ngợi gì cả, chân tôi tự nhiên dừng lại. Tôi đứng yên nhìn về phía trước, nhìn xa, nhìn gần, nhìn xung quanh. Nhưng rồi mắt tôi chăm chú nhìn vào một điểm, con sông và tàu trên sông. Tàu bè ra vào nhộn nhịp làm cho tôi chú ý nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, và càng không hiểu lại càng chăm chú. Có những chiếc tàu buồm dương thẳng cánh, thân nghiêng tranh trách xuôi theo dòng sông. Có những chiếc khác đi ngược dòng nước có chiếc đang quay tròn mà tôi chẳng trông thấy cái gì làm nó quay như vậy lại cũng có những chiếc không cột không buồm nhưng có một ống khói nhả khói lên trời cuồn cuộn chúng chạy thật nhanh xuôi ngược đủ chiều để lại sau lái những làn bọt trắng trên mặt nước vàng vàng thấy tôi ngạc nhiên cụ vitalis giải thích tuy tôi không hỏi đây là giờ thủy chiều lên có những con tàu từ biển khơi vào sau những cuộc hành trình lâu dài đó là những tàu trông như han gì màu sơn đã bẩn cũng có tàu rời bến cháu hãy nhìn những con tàu đang quay ở giữa sông kia kìa chúng đang chở mũi quanh neo để cho mỗi tàu quay về phía ngọn nước dâng lên những tàu chạy trong đám khói mù mịt kia là những tàu kéo đây chả sao mà lắm tiếng kỳ lạ thế sao mà lắm điều mới mẻ thế khi chúng tôi đi đến chiếc cầu nối liền bastid với bordo thì cụ vitalis không có đủ thì giờ để trả lời lấy một phần trăm những câu tôi muốn hỏi cụ cho tới lúc đó chúng tôi chưa ở lại lâu trong những đô thị mà chúng tôi đi qua. Yêu cầu biểu diễn bắt buộc chúng tôi ngày nào cũng phải thay đổi nơi diễn để có khán giả mới. Với những diễn viên như trong, gánh xiếc của cụ Vitalis chư danh, thì tiết mục cũng chẳng được phong phú cho lắm. Khi đã diễn những vở, người đầy tớ của ông Jolica, cái chết của vị tướng, sự đắc thắng của người chính trực, con bệnh tẩy ruột, và ba bốn vở khác nữa thì chẳng còn gì và các diễn viên của chúng tôi cũng đã dốc cạn tài nghệ rồi. Do đó phải đi chỗ khác để diễn lại vở, con bệnh tẩy ruột, hoặc sự đắc thắng của người chính trực, cho những khán giả chưa từng xem. Nhưng Bóc Đô là một thành phố lớn, khán giả đổi mới thường xuyên, từ khu phố này sang khu phố khác, mỗi ngày chúng tôi có thể diễn 3-4 lần, không sợ người ta la ó như ở tỉnh Cơ Ho, bao giờ cũng có thể thôi à. Từ Bóc Đô chúng tôi định đến Pô hành trình của chúng tôi phải trải qua một vùng đất hoang rộng lớn chạy dài từ cửa ô Bóc Đô mãi cho tới dãy núi Pyrene. Nơi này người ta gọi là vùng Landes, tôi bây giờ thì chẳng còn giống hệt con chuột nhát trong chuyện ngụ ngôn nữa. Nó thấy cái gì cũng ngạc nhiên, cũng thán phục hay sợ hãi. Tuy thế ngay buổi đầu cuộc hành trình này, tôi đã bị một cái nhầm làm chủ tôi phi cười và chê giễu tôi mãi cho tới khi đến thành phố Pô. Chúng tôi đã rời Bóc Đô được 7-8 ngày. Trước hết chúng tôi đi dọc theo bờ sông Garon. Chúng tôi rời con sông ở xã Langun rồi đi vào con đường núi Ma San xuyên sâu vào nội địa. Chẳng còn thấy ruộng nho, đồng cỏ, vườn cây ăn quả đâu nữa. Chỉ thấy toàn là rừng thông và bãi thạch thảo. Rồi nhà cửa cũng thưa thớt và xác sơ hơn. Tiếp đến một vùng đồng lầy trải mênh mông trước mắt với những nếp đất nhấp nhô. Ở đây không trồng trọt cũng không có rừng. Xa xa chỉ có một màu đất xám và ở cạnh dọc hai bên đường cây phủ rêu mịn như nhung và những cây thạch thảo khô héo và những cây kim tước chi cằn cỗi. Cụ Vitalis nói, chúng ta đến miền Landes rồi đấy, chúng ta còn phải đi giữa cánh đồng hoang vu này độ chừng 20 hay 25 dặm nữa. Cháu phải vững chân nhé, không những là phải vững chân mà còn phải vừng lòng vững trí. Vì đi trên con đường hầu như vô tận, tôi cảm thấy ngập một nỗi buồn không gì khuây khỏa được. Sau này tôi đã nhiều lần đi biển lần nào cũng vậy, cứ ra đến giữa đại dương, không còn thấy bóng cánh buồm nào nữa thì nỗi buồn vẩn vơ khó tả ấy lại tràn ngập lòng tôi như ở giữa cảnh hưu quạnh này, cũng như ở trên đại dương, mắt chúng tôi phóng tới tận chân trời chìm đắm trong hơi thu mà chẳng nhìn thấy cái gì khác ngoài cảnh đồng bằng xám ngắt, phẳng lì và đơn điệu trải ra trước mặt chúng tôi. thầy trò chúng tôi đi mãi, bất giác nhìn quanh thì tưởng như mình vẫn dẫm chân tại chỗ không tiến được bước nào vì cảnh vật không thay đổi vẫn những cây thạch thảo vẫn những cây kim tước chi vẫn những đám rêu rồi đến những cây phượng vĩ lá mềm mại rung rung dưới gió lượn lên lượn xuống uyển chuyển như sóng gợn phải vượt những quãng đường dài mới gặp vài khu rừng nhỏ thông thường hễ có rừng thì phong cảnh vui tươi lên song những khu rừng này thì lại không thế rừng trồng những cây thông chặt cành đến tận ngọn ở thân cây có các vết đẽo sâu hoắm và ở trên các sẹo màu đỏ ấy nhựa thông chảy ra kết tinh lại thành những giọt trắng. Gió thổi từng cơn qua lá thông tạo nên một bản nhạc bi ai làm cho người ta tưởng như nghe thấy tiếng những thân cây bị chặt than vãn về vết thương của mình. Cụ Vitalis đã bảo rằng tối nay chúng tôi sẽ về đến thôn xóm và sẽ ngủ ở đó. Nhưng trời sắp tối rồi mà chưa thấy cái gì báo trước sẽ đến làng mà. Không có ruộng đồng trồng trọt không có súc vật ăn cỏ trên cánh đồng hoang và đằng xa cũng không có cột khói nào báo cho mình biết nơi đó có nhà. Đi từ sáng sớm, tôi đã mỏi và càng thấy mỏi mệt hơn nữa vì có một sự uể oải ngao ngán đã xâm chiếm toàn thân. Cái làng hạnh phúc kia dễ không bao giờ hiện ra ở đầu con đường vô tận này chắc. Tôi cố mở thật to mắt nhìn thật xa, vẫn chỉ thấy đồng hoang vô tận mà những bụi cây mỗi lúc càng nhòa đi trong bóng tối dần dần dày đặc lòng mong mỏi sắp đến chỗ nghỉ làm chúng tôi dạo bước đi nhanh. Tuy để quen đi đường dài, chủ tôi cũng thấy mỏi. Ông cụ muốn dừng chân để nghỉ một lát ở bên đường. Đáng lẽ ra tôi cũng ngồi xuống cạnh ông cụ nhưng tôi lại muốn trèo lên một ngọn đồi kim tước chi nhỏ gần lối đi, để xem có trông thấy nơi nào có ánh đèn không. Tôi gọi con Capi tới để nó đi với tôi, nhưng nó cũng mệt nên tảng lờ như không nghe thấy. Đó là cái mánh lưới thường lệ của nó mỗi khi nó không thích làm theo ý tôi. Cụ Vitalis hỏi, cháu sợ à, nghe hỏi như vậy tôi không nài thêm nữa, nhất quyết đi một mình. Tôi thấy không chút gì sợ hãi nên càng không muốn cho chủ tôi chế giễu tôi. Đêm đã đến và không có trăng nhưng có sao lấp lánh trên trời và ánh sáng xuống bầu không khí đầy những hơi mùn mỏng nhẹ, mắt có thể nhìn qua. Vừa đi tôi vừa đưa mắt nhìn bên trái, buổi hoàng hôn đầy sương khói ấy tạo cho mọi vật những hình dạng kỳ dị phải suy luận mới nhận ra những bụi cây, những lùm kim tước chi, nhất là mấy cái cây nhỏ thân cong queo, cành vặn vẹo. Từ xa, những bụi bờ, những lùm kim tước chi, những cây cối đó trông chẳng khác gì những sinh vật của một thế giới kỳ quái. Thật là kỳ lạ, dường như bóng tối làm cho cánh đồng hoang biến hình và có rất nhiều bóng ma huyền bí xuất hiện. Tôi không hiểu tại sao tôi chợt nảy ra ý nghĩ là người khác ở vào địa vị tôi, có lẽ phải khiếp sợ trước những hình bóng ma quỷ đó có thể được lắm, vì cụ Vitalis đã chẳng hỏi tôi có sợ không là gì. Tuy vậy, tự hỏi lòng, tôi không thấy sợ chút nào. Tôi càng leo lên sườn đồi thì thấy những thân cây kim tước chi càng chắc hơn, cây thạch thảo và cây phượng vĩ càng cao hơn, ngọn cây thường cao quá đầu và đôi khi tôi phải luồn dưới lá của chúng. Chẳng bao lâu tôi lên tới đỉnh gò, tôi cố mở to mắt ra mà cũng chẳng thấy một đốm lửa nhỏ nào cả, tầm mắt tôi mất hút vào trong bóng tối chỉ có những hình dáng mập mờ, những bóng đen kỳ quái, những cây kim tước chi vươn cành đến tôi như những cánh tay dài mềm dẻo, những bụi cây đang nhảy múa. Không nhìn thấy cái gì báo hiệu cho biết là gần đây có nhà ở. Tôi lắng nghe có tiếng gì không, tiếng bỏ giống hay tiếng chó sủa chẳng hạn. Cố lắng tai nghe, nín thở để nghe cho rõ, bỗng tôi thấy dùng mình. Sự yên lặng của đồng hoang đã làm cho tôi đâm hoàng. Tôi sợ, sợ cái gì chứ? tôi không biết có lẽ sợ sự yên lặng sợ cảnh cô quạnh và đêm tối dù sao tôi cảm thấy như sắp gặp điều gì nguy hiểm giữa lúc tôi hoang mang nhìn quanh thì thấy ở xa một bóng đen lớn chuyển động thật nhanh trên những cây kim tước chi đồng thời tôi cũng nghe thấy như có tiếng sột soạt của cành lá bị va chạm tôi cố tự nhủ rằng vì sợ nên đã quáng mắt trông lầm và cái bóng đen kia có lẽ chỉ là một cái cây mà thoạt đầu tôi chưa trông thấy nhưng còn tiếng động kia là gì vậy không có tí gió nào những cành cây dù nhẹ đến đâu chăng nữa tự nó cũng không rung chuyển được phải có gió nhẹ đu đưa hay có người lay động nó có người chăng cái hình thù to lớn đen sẫm đang tiến về phía tôi kia không thể nào là người được có lẽ là một con thú mà tôi chưa từng thấy bao giờ hoặc đúng hơn là một con chim đêm khổng lồ hoặc một con nhện lớn vô cùng có bốn chân lêu đêu nổi bật lên nền trời xanh nhạt trên những bụi rậm những lùm cây phượng vĩ có điều chắc chắn là cái con vật có bộ cẳng cao lêu nghêu ấy đang tiến về phía tôi bằng những bước nhảy gấp rút đích thị là nó đã trông thấy tôi và chạy sổ đến tôi ý nghĩ ấy làm cho đôi chân tôi lại thấy dẻo dang tôi xoay người lao xuống dốc để chạy về với cụ vitalis nhưng mà lạ thay lúc xuống thì tôi lại đi chậm hơn là đi lên tôi lao vào những đám kim tước chi và những đám thạch thảo tôi va và vấp vào cây tôi bị móc lại cứ mỗi bước mỗi rừng vừa mới gỡ thoát bụi gai ra, tôi lé mắt nhìn lại phía sau thì thấy con vật sắp đến gần chỗ tôi rồi. May thay bãi hoang không còn vướng víu những bụi rậm nữa và tôi chạy được nhanh hơn. Nhưng dù tôi chạy nhanh bao nhiêu con vật cũng vẫn chạy nhanh hơn. Tôi không ngoảnh cổ lại vẫn cảm thấy nó no đến sát sau lưng rồi. Tôi không thở được nữa. Phần thì lo sợ, phần thì phải chạy cuống cuồng, tôi đứt cả hơi. Nhưng tôi vùng lên, cố gắng hết sức bình sinh một lần nữa chạy đến ngã khuỵu xuống bên chân cụ chủ tôi. Trong lúc ấy ba con chó thình lình đứng cả dậy và sủa rộ lên. Tôi chỉ lắp đi lắp lại được hai tiếng, con vật, con vật, bỗng tiếng đàn chó cắn lao nhau, tôi nghe một tiếng cười vang rồi. Cũng lúc ấy, cụ chủ tôi đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại, con vật vẫn là cháu, ông cụ vừa nói vừa cười cháu hãy thử nhìn xem, nếu cháu có gan nhìn. Tiếng cười của ông cụ, còn hơn cả câu nói, làm cho người tôi tỉnh lại tôi mở mắt ra và nhìn theo phía tay cụ chỉ con quái vật hiện hình vừa rồi làm cho tôi hoảng sợ đã dừng lại nó đứng im trên đường cái tôi phải thú thực rằng tôi vẫn còn ghê tởm và kinh sợ nhưng bây giờ không còn ở giữa cánh đồng hoang nữa ông cụ vitalis ngồi đó bầy chó vây quanh tôi không bị cảnh vắng lặng quạnh hiu làm cho dối trí tôi định thần nhìn kỹ con vật có phải là con vật không hay là một con người thân hình đầu và tay nó thì y như người nhưng nó lại có vẻ thú ở chỗ toàn thân phủ một bộ lông dày chẽm chệ trên đôi cẳng dài khẳng kheo dễ thường cao đến đôi ba thước mặc dù bóng tối đã dày hơn tôi vẫn nhận rõ những chi tiết ấy vì cái hình dạng to lớn của nó nổi bật lên đen sẫm trên nền trời có ánh sáng nhờ nhờ của vô số vì sao có lẽ tôi vẫn còn loay hoay với câu hỏi của tôi nếu cụ chủ không lên tiếng hỏi con quái vật đó này anh có thể cho chúng tôi biết ở gần đây có làng mạc gì không đúng là người rồi vì người ta nói chuyện với nó mà đáp lại câu hỏi của cụ chủ tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười cụt lủn giống như tiếng kêu của một con chim thế thì đây rõ là một con vật tuy vậy chủ tôi vẫn tiếp tục hỏi thế mới lạ chứ vì rằng ai cũng biết giống vật đó đôi khi cũng hiểu ta nói gì đấy nhưng bảo trả lời thì chúng trả lời thế nào được Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy con vật nói lại rằng quanh vùng này chẳng có nhà ở, chỉ có một trại chăn cừu và nó sẵn lòng đưa chúng tôi đến đó. Thì ra nó nói được, thế sao nó có cẳng nhỉ, nếu không bạo gan thì tôi đã lại gần nó để xem chân cẳng nó ra thế nào. Nó chẳng có vẻ dữ tợn vậy mà tôi cũng không có cái can đảm ấy. Tôi nhắc xác lên vai đi theo cụ chủ tôi, không nói không rằng. Ông cụ vừa đi vừa hỏi, cháu đã thấy cái gì làm cho cháu bị một mẻ hết hồn chưa? Có, nhưng cháu vẫn không hiểu là thế nào, ở vùng này có những người khổng lồ hay sao? Phải, là người khổng lồ khi họ đi trên đôi chân cà kheo. Ông cụ giải thích cho tôi là người xứ Landes, Lene, muốn đi ngang qua những khoảng đất đai có nhiều cát hoặc đầm lầy ở bàn đạp. Có như thế mới khỏi tụt lún xuống tận hông, ấy thế là, đối với những đứa trẻ nhát gan, họ trở thành những người khổng lồ đi hài bảy dạp đấy. Chương 10, ra trước công lý tôi còn giữ một kỷ niệm thật dễ chịu về thành phố pô gió hầu như không bao giờ thổi ở thành phố này vì chúng tôi dừng lại ở đó suốt mùa đông ngày ngày cứ ở trên các đường phố các nơi công cộng và các nơi người ta đi dạo cho nên tôi rất thích cái thuận lợi không có gió đó chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi tuy vậy đó cũng không phải là lý do khiến chúng tôi dừng lại lâu dài ở đó khác với lệ thường có một lý do khác có giá trị quyết định đối với chủ tôi tôi muốn nói khoản thu nhập dồi dào ở đây. Thật vậy, suốt cả mùa đông, khán giả của chúng tôi là những em nhỏ không bao giờ chán cái chương trình biểu diễn của gánh xiếc. Không bao giờ các em la, buổi nào cũng chỉ có thế này thôi à, phần đông là những trẻ em ăn lê, những chú bé béo tốt, da thịt hồng hào và những cô gái nhỏ bé xinh xinh có đôi mắt to và hiền từ, đẹp gần như mắt con đon chê. Nhờ vậy tôi được biết bánh Albert, bánh Hanley và nhiều thứ bánh khác. Trước khi đi chơi các chú đã nhét đầy túi để rồi đem chia cho con khỉ joliker, mấy con chó và tôi một cách hào phóng. đến những ngày ấm áp đầu xuân thì khán giả của chúng tôi cũng bắt đầu thưa thớt dần. sau buổi biểu diễn, nhiều khi có những trẻ em đến bắt tay con joliker và con Capi. đó là các em từ biệt chúng nó. hôm sau thì chúng tôi không thấy các trẻ em ấy đâu nữa. chẳng bao lâu chỉ còn chúng tôi chơi trọi giữa các nơi công cộng. chúng tôi phải nghĩ đến việc rời bỏ những khu vực ấy. Một buổi sáng chúng tôi lên đường, đi chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy vọng lâu Gaston Phoebus và mông tàu xét đâu nữa. Chúng tôi lại tiếp tục đời sống lang thang, phiêu giạt trên các ngã đường. Lâu lắm, tôi không nhớ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần lễ, chúng tôi cứ đi lên phía trước, dọc theo các thung lũng, trèo qua những trái đồi. Bên phải chúng tôi luôn có các đỉnh núi dãy Pyrenees xanh xanh giống như những đám mây trồng chất lên nhau thế rồi một buổi chiều chúng tôi đến một thành phố lớn ở trên bờ sông giữa một cánh đồng phì nhiêu nhà cửa phần lớn xô xí bằng gạch đỏ đường phố dài đá cuội làm đau nhói bàn chân những người khách vừa đi hàng chục dặm đường trong ngày chủ tôi bảo rằng chúng tôi đã đến tỉnh Tulu và có lẽ sẽ ở đây lâu như thường lệ công việc đầu tiên của chúng tôi ngày hôm sau là đi tìm kiếm những địa điểm thuận lợi để biểu diễn chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều vì ở Tulu những chỗ đi dạo chơi không thiếu Nhất là ở khu vực cạnh vườn Bách Thao Ở đó có một bãi cỏ đẹp Có cây cao bóng mát Có những đường lớn trồng cây từ các nơi đổ về Chúng tôi dựng dạp, căng màn, dàn trò ở trên một lối đi như thế Ngay những buổi biểu diễn đầu tiên chúng tôi đã thu hút đông khán giả Nhưng rủi thay Viên cảnh sát trông coi khu vực này có vẻ không bằng lòng khi thấy chúng tôi kéo đến Hoặc vì không thích chó hoặc vì việc biểu diễn của chúng tôi làm trở ngại công việc của y hoặc vì một lý do gì khác y muốn chúng tôi phải rời đi nơi khác đáng lẽ vào địa vị chúng tôi chịu lép vế trước là khôn hơn hết sự tranh chấp giữa những người làm trò rong khốn khổ như chúng tôi với những người cảnh sát là một sự tranh chấp không ngang sức ông cụ chủ tôi vốn là người kiên nhẫn nhưng lần này ông cụ có một tâm lý khác thường nên không nghĩ như vậy Tuy rằng hiện nay ông cụ chỉ là một người làm xếp chó vừa nghèo khổ vừa tuổi tác, nhưng ông cụ có tính tự trọng, hơn nữa ông cụ hiểu biết quyền lợi của mình. Nghĩa là, theo như lời giải thích của ông cụ, ông cụ tin chắc rằng sẽ được bênh vực nếu không làm điều gì sai trái với pháp luật hay điều lệ cảnh sát. Do đó ông cụ không chịu theo lệnh viên cảnh sát khi hắn ta muốn đuổi chúng tôi khỏi đại lộ. Khi chủ tôi muốn giàn cơn nóng của mình xuống thì ông hay thường dùng cái lệ phép của người Italy của mình qua mức. Qua cách thư gửi của ông cụ người ta tưởng chừng như ông cụ đang bẩm báo với những nhân vật cực kỳ quan trọng. Thưa ngài đại diện chính quyền cao quý ông cụ ngà mũ trả lời viên cảnh sát. Ngài có thể cho chúng tôi xem điều lệ nào của nhà chức trách đã cấm những kẻ làm trò hèn mọn như chúng tôi đem cái nghề tầm thường của họ trình bày ở nơi công cộng này không? Viên cảnh sát trả lời là không cần phải bàn cãi mà phải tuân lệnh. Cụ Vitalis đã hẳn là thế mà tôi cũng hiểu như vậy do đó tôi xin hứa với ngài là tôi sẽ xin tuân lệnh ngài ngay tức khắc khi ngài cho tôi biết là ngài đã chiếu theo điều lệ nào mà ra lệnh cho tôi. Hôm đó viên cảnh sát quay lưng đi, trong khi đó chủ tôi cầm mũ khuỳnh tay và khom lưng đi tiễn hắn với một vẻ kính cẩn vừa vịt. Nhưng hôm sau hắn trở lại, bước qua dây thừng bao quanh dạp hát của chúng tôi và nhảy sổ vào giữa lúc chúng tôi đang biểu diễn sôi nổi. Hắn sáng giọng nói với cụ Vitalis, anh phải buộc mõm chó của anh lại, buộc mõm chó của tôi lại à? có một điều luật cảnh sát quy định như vậy, anh phải biết. Chúng tôi đang biểu diễn vở, con bệnh tẩy ruột. Vì biểu diễn lần đầu ở Tulu nên công chúng rất chú ý. Sự can thiệp của viên cảnh sát làm cho họ phàn nàn và kêu ca. Thôi đừng có phá đám nữa, để cho người ta biểu diễn xong đã nào. Nhưng cụ Vitalis lấy tay ra hiệu đề nghị công chúng yên lặng và công chúng làm theo. Rồi ông cụ ngả chiếc mũ giả, vừa tiến lại phía viên cảnh sát, vừa cúi mọp người chào ba cái cúi thấp đến nỗi lông mù quét dưới cát. cụ hỏi có phải ngài đại diện chính quyền đáng kính đã truyền lệnh cho chúng tôi buộc mõm diễn viên của chúng tôi lại không? phải buộc mõm chó của anh lại và làm nhanh lên. cụ Vitalis kêu to. cô y nói với công chúng hơn là nói với viên cảnh sát buộc mõm capi, zebino và donchi lại. ngài sơ ý đó chăng? nếu con bệnh mà đeo trên mõm một cái giỏ thì làm sao vị danh y bác học capi cho anh ta uống thuốc? tôi mạo muội dám xin lưu ý ngài rằng thuốc thì phải uống qua đường miệng thì mới có tác dụng trước mắt chưa vị khán giả đây bác sĩ capi không đời nào cho bệnh nhân dùng thuốc bằng đường khác nghe câu đó mọi người phá lên cười cười lăn cười lộn rõ ràng là người ta đồng tình với cụ già và người ta càng vui thích những trò nhăn nhó của con joli cơ chú khỉ đứng ngay sau lưng vị đại diện chính quyền làm điệu bộ cũng khoanh tay như viên cảnh sát rồi cũng ưỡn người chống nạnh đầu ngửa ra so với bộ mặt nhăn nhó và dáng điệu uốn éo thật là lý thú. Viên cảnh sát có vẻ là nóng này, phần vì bực vì những lời nói của ông cụ, phần vì điên tiết lên vì tiếng cười của công chúng, hắn quay phát đầu lại. Thế là hắn trông thấy chú khỉ đứng chống lạnh với một tư thế anh hùng dương. Người và vật đối diện nhau mấy giây đồng hồ, nhìn nhau dường như muốn thi đua xem bên nào cúi mặt trước. Thế là tiếng cười lại nổ ra, ồn ào tràn lan và chấm dứt câu chuyện viên cảnh sát dơ quả đấm dọa chúng tôi thét ngày mai mà không buộc mõm chó lại thì liệu hồn tao sẽ đưa ra tòa tao chỉ nói thế thôi trong khi viên cảnh sát rảo bước cút thẳng thì ông cụ vẫn cúi gập người làm đôi vẻ rất cung kính sau đó cuộc biểu diễn vẫn tiếp tục tôi tưởng chủ tôi đi mua dọ mõm cho chó nhưng ông cụ không làm gì cả tôi đến ông cụ cũng chẳng nhắc tới chuyện cãi cọ với viên cảnh sát tôi bèn đánh bạo nhắc ông cụ, nếu ông muốn cho con capi nó khỏi bất tung cái dọ mõm trong buổi biểu diễn ngày mai thì cháu tưởng nên đeo cho nó trước đi và trông chừng để nó quen dần. Thế cháu tưởng ông sẽ bắt chúng nó đeo một cái dọ sát à? Cha, cháu lo cái lão cảnh sát ấy nó muốn quấy rầy ông đấy. Cháu cứ yên tâm. Ông sẽ cố tu xếp để ngày mai tên cảnh sát không thể đưa ông ra tòa được mà đồng thời mấy chú học trò của ông cũng không đến nỗi phải khổ quá. Mặt khác, giải trí cho công chúng một tí cũng tốt thôi. Cái thẳng cha cảnh sát ấy nó sẽ làm cho chúng ta thu gấp bội. Nó không ngờ nó sẽ đóng một vai hề trong cái vở ông soạn riêng cho nó. Cái đó làm cho các tiết mục của chúng ta thay đổi một chút, nhưng cũng sẽ không đi quá chớn đâu. Muốn làm như thế thì ngày mai cháu sẽ đi ra chỗ diễn trò một mình với con Jolico. Cháu răng thừng ra và chơi một vài bản độc tấu khi đã có đủ số khán giả súng quanh cháu và tên cảnh sát cũng tới rồi thì ông sẽ rất đàn chó ra trò. Lúc đó vở hài kịch sẽ mở màn, tôi không tán thành ý kiến đó cho lắm, tôi không thích đi xếp đặt cuộc biểu diễn một mình như thế. Nhưng mà tôi bắt đầu hiểu biết chủ tôi và biết lúc nào mới có thể làm trái ý ông cụ. Trong hoàn cảnh hiện nay thật không có mảy may hy vọng làm cho ông cụ từ bỏ ý định bài trí vở kịch nhỏ của mình. Vì vậy, tôi quyết định làm theo cụ. Ngày hôm sau tôi đến địa điểm thường ngày và răng dây thừng Tôi vừa mới dạo vài nhịp đàn thì ở khắp nơi người ta đổ đến đứng chật ních khoảnh đất tôi vừa vạch ra Trước đây, nhất là khi ở thị xã Pô, chủ tôi đã dạy tôi chơi thụ cầm Bây giờ tôi gầy mấy bài mới học không đến nỗi tồi lắm Trong các bài đó, có một bài dân ca Nepal có điệp khúc mà tôi vừa ca vừa đàn và luôn luôn được hoan hô Tôi đã thành nghệ sĩ về nhiều mặt cho nên khi gánh hát của chúng tôi được hoan nghênh thì tôi sẵn lòng tin rằng đó là nhờ tài hoa của tôi. Tuy thế ngày hôm đó, tôi cũng có đủ lương chi để hiểu rằng không phải cốt để nghe bài dân ca có điệp khúc của tôi mà người ta chen chúc quanh vòng dây thừng. Những người nào hôm trước đã được chứng kiến cuộc cãi cỏ với viên cảnh sát, hôm nay lại đến và kéo luôn cả bạn bè đến nữa. Ở thành phố Tulu này người ta chẳng ưa gì cảnh sát người ta cũng tò mò muốn xem cái ông già người Italy này xoay sở ra sao. Dù cụ già chỉ nói gọn lỏn có mấy tiếng, vâng, thưa ngài đến mai, mọi người cũng thừa hiểu rằng cuộc gặp gỡ thách thức giữa đôi bên báo trước một tấn kịch lớn. Người ta sẽ có dịp để cười cợt anh chàng cảnh sát vụng về cáu kỉnh ấy. Sự sốt sắng của công chúng ở đó mà ra, cho nên khi thấy chỉ có mình tôi với con Jolico thì nhiều người đã ngắt lời tôi để hỏi xem ông già người Italy có đến không. Ông cụ sắp đến đấy. Tôi trả lời và tiếp tục bài dân ca, người đến không phải là chủ tôi mà là viên cảnh sát. Con Zoliker trông thấy hắn trước, thế là nó huỳnh tay chống nạnh, ngửa đầu ra đằng sau, đi đi lại lại, người cứng đờ, ngực ưỡn ra uy nghi một cách lố bịch. Công chúng phá lên cười và nhiều lần vỗ tay khen người. Viên cảnh sát trưng hửng đưa mắt giận dữ nhìn tôi, tất nhiên cái đó càng làm cho công chúng cười ngặt cười nghẽo. Tôi cũng buồn cười nhưng mặt khác lại không yên tâm việc sẽ kết thúc như thế nào đây khi có cụ vitalis ở đây thì cụ đã đối đáp với viên cảnh sát nhưng bây giờ chỉ có một mình tôi phải thú thật rằng tôi rất bối rối không biết làm thế nào xoay sở nếu hắn hỏi mình bộ mặt hắn làm tôi không hy vọng cái gì tốt lành cả hắn giận dữ cơn thịnh nộ đã làm cho hắn như điên như dại hắn đi đi lại lại trước vòng dây thừng và khi hắn đi sát người tôi Hắn có một cái nhìn nghiêm khác biệt, làm tôi e ngại câu chuyện sẽ kết thúc không hay cho chúng tôi. Con Joliker không biết là tình thế nghiêm trọng nên vẫn cứ đùa cợt. Nó cũng đi lại sát vòng dây thừng nhưng ở phía trong, còn tên cảnh sát đi đi lại lại ở phía bên ngoài. Đi qua trước mặt tôi, nó cũng nhìn nghiêm một cách khác biệt, vẻ mặt hài hước đến nỗi công chúng cười rộ lên. Tôi không muốn làm cho tên cảnh sát giận dữ đến cực độ. Tôi bèn gọi con Joliker nhưng quả không phải lúc con Jolie cơ sẵn sàng tuân lệnh, cái trò chơi này làm cho nó thích thú, nó cứ tiếp tục đi đi lại lại theo điệu cũ, vừa đi vừa chạy và nó lẩn tránh không để cho tôi bắt. Tôi không hiểu làm sao lại xảy ra việc đó, chắc có lẽ cơn giận đã làm cho viên cảnh sát mất lý trí. Hắn tưởng tôi kích thích con khỉ nên hắn vụt bước qua chiếc thừng. Chỉ hai bước là hắn đến sát người tôi và tát tôi một cái lạc người. Khi tôi gượng lên được và mở mắt ra thì thấy cụ Vitalis không biết ở đâu đến bất tình lình, đã đứng sững giữa tôi và tên cảnh sát và đang nắm lấy cổ tay hắn. Tôi cấm anh không được đánh thằng bé này ông cụ nói việc anh vừa làm là hèn nhát. Tên cảnh sát muốn rút tay ra nhưng bị cụ Vitalis nắm cứng. Trong khoảnh khắc hai người mặt đối mặt dương mắt chồng chọc nhìn nhau. Tên cảnh sát như điên như dại, còn chủ tôi thì lẫm liệt hiên ngang. Ông cụ ngẩng cao cái đầu phủ tóc bạc rất đẹp mặt ông cụ đầy vẻ oai nghiêm và phẫn nộ. Trước cử chỉ đó, tôi tưởng tên cảnh sát chỉ có cách độn thổ cho rồi. Nhưng nào phải thế, hắn vung tay mạnh một cái, giật tay ra, túm lấy cổ chủ tôi và đẩy ông cụ đi một cách thô bạo. Cụ Vitalis phẫn nộ, đứng thẳng người lên, giờ cánh tay phải đánh mạnh vào cổ tay tên cảnh sát để buộc nó thả ra. Anh muốn làm gì tôi nào? Tao muốn tóm cổ chúng mày. Đi theo tao về bót muốn đạt mục đích ấy hà tất anh phải đánh thằng bé này không cần nhiều lời chúng mày hãy đi theo tao cụ vitalis đã trở lại rất bình tĩnh không cãi lại cụ ngoảnh lại bảo tôi cháu về nhà trọ đi ở đấy với đàn chó ông sẽ báo tin cho cháu sau thế là buổi biểu diễn kết thúc buổi biểu diễn mà chủ tôi muốn làm cho vui nhộn lại chấm dứt một cách đáng buồn ban đầu mấy con chó toan đi theo chủ nhưng ông cụ ra lệnh cho chúng ở lại với tôi vốn quen tuân lệnh nên chúng quay lại ngay. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là chúng đã bị buộc mõm. Nhưng mà đáng lẽ bị bó trong một cái giỏ sắt hay trong một cái lưới, thì chúng chỉ phải đeo một cái giải lụa thắt bướm chung quanh mõm. Còn capi lông trắng thì giải lụa đỏ, còn zepino lông đen thì giải lụa trắng, còn donche lông xám thì giải xanh lơ. Đó là những dọ mõm sân khấu, công chúng giải tán rất nhanh, chỉ còn dăm ba người ở lại tranh luận với nhau về sự việc vừa xảy ra ông già có lý ông già trái rồi tại sao lão cảnh sát lại đánh thằng bé con nào nó có dám nói gì hay làm gì lão ta đâu việc rắc rối lắm đấy ông già không khỏi tù đâu nếu lão cảnh sát làm biên bản về tội của ông cụ phản kháng công chức tôi trở về nhà trọ trong lòng đau buồn và lo lắng bây giờ không phải là thời cụ vitalis làm cho tôi sợ hãi nữa Thực ra thì thời gian đó chỉ vẻn vẹn có mấy tiếng đồng hồ. Chẳng bao lâu tôi đã quyến luyến và thành thực yêu thương cụ. Tình yêu thương đó cứ càng ngày càng tăng. Chúng tôi cùng sống chung một cuộc đời, sát cánh bên nhau từ sáng đến tối, có khi từ tối đến sáng. Đó là những khi ông cháu chúng tôi phải nằm chung một bó rơm. Ông cụ đã dạy tôi đọc sách, dạy tôi hát, dạy tôi viết, dạy tôi tính. Trên những đoạn đường dài rằng rặc, ông cụ luôn luôn dùng thời giờ để dạy tôi cái này, cái khác, tùy cảnh ngộ gợi ra, hoặc do tình cờ. Những ngày tiết trời quá lạnh, ông cụ nhường chăn cho tôi cùng đắp. Khi nắng gắt, ông cụ mang đỡ tôi một phần những hành lý đã chia cho tôi mang. Trong những bữa ăn không bao giờ ông cụ cho tôi miếng không ngon và dành cho mình miếng ngon. Trái lại ông cụ chia đều miếng ngon lẫn miếng không ngon. Thật ra thì đôi khi ông cụ cũng bẻo tay tôi hoặc cho tôi một cái bớp nhưng không vì những sự trừng phạt nhỏ nhặt ấy mà tôi quên được sự chăm sóc, những lời nói nhân từ phúc hậu và tất cả những cử chỉ âu yếm của ông cụ đối xử với tôi từ ngày chúng tôi sống chung với nhau. Ông cụ thương yêu tôi và tôi cũng thương yêu ông cụ. Sự chia ly này làm cho tôi thật đau xót, bao giờ ông cháu chúng tôi gặp nhau đây? Người ta có kháo chuyện phạt tù, chẳng biết ngồi tù bao nhiêu lâu? Trong thời gian đó tôi phải làm gì? Làm thế nào mà sống? sống bằng gì chủ tôi vốn quen giữ cả gia tài trên người khi bị tên cảnh sát lôi đi cụ chẳng kịp đưa tiền cho tôi trong túi tôi chỉ còn có mấy xu dễ mấy xu ấy đủ để nuôi sống tất cả đoàn chúng tôi hay sao trong hai ngày tôi bàng hoàng không dám ra khỏi sân quán trọ tôi trông nom con cơ và mấy con chó chúng nó đều lo lắng và buồn bã đến ngày thứ ba thì có một người mang thư của cụ vitalis đến cho tôi trong thư cụ tin cho tôi biết rằng người ta giữ cụ trong nhà lao để đến thứ bảy sau đưa ra xét xử trước tòa án. Người ta khép ông cụ vào tội chống lại một công chức đang thi hành phận sự và bảo hành đối với công chức đó. Ông cụ viết thêm, cái việc ông đã nóng này không tự chủ là một điều sai lầm nghiêm trọng có thể gây nhiều tổn hại cho ông. Cháu hãy đến dự phiên tòa, cháu sẽ rút được một bài học rồi cụ viết thêm một vài lời khuyên bảo tôi về cách cư xử. Để kết thúc, Cụ gửi tôi một cái hôn và dặn tôi vỗ về con Capi, con Jolico, con Donche và con Zepino hộ. Trong lúc tôi đọc thư thì con Capi ngồi lọt giữa hai chân tôi, dí mũi vào tờ giấy ngửi, hít, ngoe nguẩy đuôi. Những cái vẫy đuôi của nó đủ cho tôi hiểu rằng nó đánh hơi ra tờ giấy đó đã qua tay chủ nó. Từ ba ngày nay, đây là lần đầu tiên nó tỏ ra hoạt động và vui vẻ. Tôi đi hỏi thăm thì người ta cho biết phiên tòa tiểu hình bắt đầu từ 10 giờ. 9 giờ sáng thứ bảy, tôi đến đứng tựa lưng vào cửa tòa và khi cửa mở thì tôi là người đầu tiên bước vào phòng xử án. Người kéo đến đông dần, tôi nhận thấy có nhiều người đã chứng kiến cuộc cãi cọ giữa ông cụ và tên cảnh sát. Tôi chẳng hiểu tòa án là thế nào, công lý là thế nào cả. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy ghê sợ, tuy là việc của chủ tôi chứ không phải việc của tôi, tôi cũng thấy như chính tôi gặp bước nguy nan. Tôi núp đằng sau một cái lò sưởi lớn, tôi đứng thụt vào sát tường thu mình cho thật bé lại người ta không đưa chủ tôi ra xử trước những người bị xử trước là những người ăn trộm ăn cắp đánh nhau người nào cũng khai là vô tội nhưng cũng đều bị phạt tất sau cùng đến lượt cụ vitalis ngồi trên ghế dài giữa hai tên sen đầm ở chỗ những người kia vừa ngồi lúc đầu người ta nói những gì người ta hỏi gì ông cụ và ông cụ trả lời ra sao tôi không biết Tôi cảm động quá nên không nghe được hoặc có nghe mà không hiểu. Tôi nhìn chủ tôi đứng đó, mái tóc dài bạc phơ hắt ra đằng sau, cụ có vẻ xấu hổ và yêu phiền. Tôi lại nhìn viên quan tòa đang hỏi ông cụ, thế là anh nhận có đánh viên cảnh sát đến bắt anh mấy cú, phải không? Thưa ông tránh án, không phải mấy cú mà chỉ một cú thôi, cốt để gỡ tay ông ta. Khi tôi tới chỗ biểu diễn thì thấy viên cảnh sát đánh thằng bé con cùng đi với tôi một cái tát đứa trẻ đó không phải là con anh mà thưa ông chánh án không phải nhưng tôi thương yêu nó như con tôi khi tôi trông thấy nó bị đánh tôi có nổi nóng lên và nắm lấy tay viên cảnh sát không cho ông ta đánh nữa chính anh đã đánh viên cảnh sát có phải không nghĩa là khi ông ta túm lấy cổ áo tôi tôi không nhận ra người đang xông vào tôi là ai hay nói cho đúng tôi chỉ nhận thấy có một người đang xông vào tôi chứ không kịp nghĩ ra đó là một viên cảnh sát tôi đã mất tự chủ nên đối phó lại bằng một động tác tự nhiên, vô ý thức. Ở vào độ tuổi anh, người ta không để mất tự chủ. Đúng ở tuổi tôi, người ta không được để mất tự chủ. Nhưng khốn thay có khi mình không làm được những cái mình đáng phải làm. Ngày nay tôi mới nhận thấy thế, tòa sẽ nghe lời khai của viên cảnh sát, viên này kể lể sự việc xảy ra nhưng nhấn mạnh việc người ta đem con người, giọng nói và điệu bộ của y ra mà chế diễu hơn là việc y bị đánh trong khi y khai trước tòa, đáng lẽ cụ Vitalis phải chăm chú nghe thì ông cụ lại nhìn khắp bốn phía. Tôi hiểu ngay là ông cụ tìm tôi, tôi bèn rời chỗ đang nấp, len lỏi giữa những người đứng xem để chen lên hàng đầu. Ông cụ trông thấy tôi, gương mặt buồn rầu của ông cụ bỗng sáng lên, tôi cảm thấy là ông cụ sung sướng được nhìn thấy tôi và bất giác nước mắt tôi giàn rùa. Sau cùng viên tránh án hỏi, anh còn nói gì để tự bào chữa, riêng về phần tôi thì tôi không có gì nói thêm nữa. Nhưng vì đứa bé mà tôi yêu thương tha thiết, nó sắp phải sống cô đơn, vì nó tôi xin tòa mở lượng khoan hồng sớm cho ông cháu tôi đoàn tù. Tôi tưởng là người ta sẽ trả lại tự do cho ông cụ. Nhưng nào có được thế, một viên quan tòa khác nói gì trong mấy phút, tiếp đó viên tránh án bằng một giọng trầm trầm tuyên bố là tên Vitalis đã phạm tội lăng mạ và bạo hành đối với một viên chức nhà nước, bị phạt tù hai tháng và phạt bạc 100 phở răng, hai tháng tù, qua là nước mắt tôi thấy cánh cửa trước đây đã mở cho cụ Vitalis vào phòng dự án, bây giờ lại mở ra. Cụ đi ra theo một người sen đầm rồi cánh cửa bị đóng lại. Hai tháng xa cách, biết đi đâu bây giờ, chương 11, trên thuyền, tôi trở về quán trọ, lòng buồn bã, hai mắt đỏ ngầu. Lão chủ quán đứng ở cửa ngoài nhìn tôi lâu lắm, tôi định đi qua cửa để vào nhà với mấy con chó thì lão ngăn tôi lại, hỏi, thế nào, con chủ may, ông cụ bị án, án bao nhiêu? hai tháng tù ngồi thế còn tiền phạt nhiều ít một trăm phở răng hai tháng một trăm răng lão nhắc đi nhắc lại ba bốn lượt tôi muốn đi thẳng nhưng lão ngăn tôi lại lần nữa thế thì mày định làm ăn ra sao trong hai tháng ấy thưa ông cháu không biết à mày không biết mày có tiền để mà sống và nuôi mấy con chó con khỉ của mày chứ thưa ông không ạ à? thế ra mày định trông vào tao để nuôi chứa lũ chúng mày phòng ồ thưa ông không cháu không trông vào ai cả thật đúng quá tôi chẳng trông vào ai cả lão chủ quán nói tiếc này bé con mày nói có lý đấy chủ mày đã nợ tao nhiều rồi tao không thể cho mày ăn chịu những hai tháng trời mà không biết rồi rốt cuộc có được trang trải hay không thôi mày phải đi 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 nhưng mà cháu biết đi đâu bây giờ thưa ông cái đó đâu phải việc của tao tao không phải là bố mày tao cũng không phải là chủ mày tại sao mày lại muốn tao cho mày ở đây tôi đứng sững sờ một lúc lâu biết nói làm sao bây giờ? Lão ta nói đúng, tại sao lão lại phải chứa tôi? Đối với lão, tôi chỉ là một của nợ, này bé con, mang chó và khỉ ra rồi xéo. Dĩ nhiên là mày phải để cây sắc của chủ mày lại. Chủ mày mãn hạn tù sẽ lại lấy sắc và tính toán công nợ với tao. Câu nói đó gợi cho tôi một ý kiến. Tôi tin là đã tìm ra kế để ở lại quán trọ. Ông chắc là đến lúc đó sẽ đòi được nợ. Thế thì ông hãy cho cháu ở lại tới ngày ấy rồi ông sẽ tính gộp tiền trọ của cháu vào với khoản nợ của chủ cháu mày nói như thật ấy nhỉ chủ mày có thể trả dăm ba ngày tiền trọ chứ hai tháng thì lại là chuyện khác cháu sẽ ăn rất ít ông muốn cho bao nhiêu cũng được thế còn những con thú của mày không được đâu mày thấy chứ phải đi đi thôi vào xóm làng chắc mày tìm được việc làm để kiếm ăn đấy nhưng thưa ông thế đến khi chủ cháu mãn hạn tù thì biết đằng nào mà tìm cháu chắc ông cụ chỉ đến đây thôi, đến ngày đó mày cứ việc trở lại đây. Từ nay đến lúc ấy, mày hãy đi dạo trong hai tháng ở xung quanh vùng này, ở các tỉnh có suối nước nóng chữa bệnh. Ở Bác Nè, ở Cotere, ở Lút dễ kiếm tiền đấy chứ. Ngộ nhỡ chủ cháu viết thư cho cháu, tao sẽ giữ hộ cho, như thế thì cháu không viết trả lời cho ông cụ được. Dạo ôi, mày làm tao phát ngấy lên rồi đấy, tao đã bảo mày là phải xéo đi, phải bước ngay ra khỏi nơi này mau mau lên với, tao hẹn cho mày 5 phút để mà xéo. Khi tao trở ra sân mà còn thấy cái mặt mày thì đừng có trách tao. Tôi cảm thấy có văn nài nữa cũng vô ích, đúng như lời lão chủ quán nói, phải bước ngay ra khỏi nơi này thôi. Tôi và chuồng ngựa tháo mấy con chó và con dô cơ ra. Tôi cài sắc lại, khoác đàn lên vai rồi rời khỏi quán trọ. Lão chủ quán đứng ở cửa để nom chừng tôi. Lão nói với theo, nếu có thư đến tao sẽ giữ lại cho. Tôi vội đi nhanh ra khỏi thành phố vì chó của tôi không buộc mõm. Nếu như gặp cảnh sát thì biết liệu làm sao mà trả lời. Trả lời là tôi không có tiền để mua dọ mõm mà. Sự thực là như thế. Sau khi tính kỹ thì tôi cũng chỉ còn vẻn vẹn 11 đồng xu trong túi, không đủ để mua thứ đó. Có thể là họ bắt tôi nốt, chủ tôi đi tù, tôi cũng đi tù thì mấy con chó và con khỉ Jolico sẽ ra sao? Cái đứa trẻ không gia đình này đã trở thành chủ gánh hát người chủ gia đình. tôi bỗng thấy trách nhiệm của mình. mấy con chó vừa đi nhanh vừa ngẩng đầu nhìn tôi. không cần lời nói, cái nhìn ấy đủ làm cho tôi hiểu rằng chúng nó đói. con joliker ngồi vắt vèo trên xác tôi, thỉnh thoảng nó kéo tay tôi để tôi quay đầu lại và nó lấy tay sát sát trên bụng. cử chỉ ấy cùng có ý nghĩa chẳng kém gì cái nhìn của mấy con chó. cũng như chúng nó, tôi muốn gào lên là tôi đói, bởi vì tôi cũng không ăn trưa như lũ chúng nó, chưa có hơn gì đâu nhưng mà nói ra có ích lợi gì, 11 đồng xu không đủ cho chúng tôi ăn cả bữa trưa và bữa tối. Chúng tôi đành sẽ ăn một bữa thôi, ăn vào quãng giữa ngày, như vậy thay thế được cả hai bữa. Cái quán trọ vừa xua chúng tôi đi ở ngoại ô saint Michel, trên đường đi Montpellier. Tất nhiên là chúng tôi đi theo con đường này, trong lúc vội vã đi nhanh cho ra khỏi thành phố vì sợ gặp cảnh sát, tôi cũng chẳng kịp hỏi đường ấy đi về đâu. Tôi chỉ mong muốn con đường ấy đưa tôi đi cho xa thành phố Tulu mà thôi, ngoài ra không cần gì nữa. Đi tỉnh này hay tỉnh khác đối với tôi không quan trọng. Vấn đề ở thì rất thư yếu. Hồi đó vào mùa nóng, chúng tôi có thể ở ngoài trời, tựa vào bụi cây, một bức tường nào đó. Nhưng còn ăn, đi có dễ ngót hai tiếng đồng hồ mà tôi chưa dám dừng chân lại. Mấy con chó vẫn thường nhìn tôi mỗi lúc một phan lơn tha thiết hơn. Còn con Jolie cơ thì kéo tay tôi và sát bụng nó càng mạnh. Cuối cùng tôi chắc đã ở khá xa thành phố Tulu để khỏi phải lo ngại nữa. Tôi tin rằng ở đây nếu người ta có bắt tôi buộc mõm chó thì ít ra tôi cũng có thể khất đến mai. Tôi vào ngay cửa hàng bánh mì tôi tìm thấy đầu tiên. Tôi bảo người ta bán cho một cân rưỡi, 10, bánh. Bà bán hàng nói em lấy luôn một cái bánh 2 cân thì hơn. Với tất cả đoàn thú của em, chừng ấy cũng không nhiều quá đâu tội nghiệp những con thú này phải cho chúng nó ăn chứ một cái bánh mì hai cân kể ra cũng không là quá nhiều đối với bảy thú của tôi dù không kể con joli cơ nó ăn chẳng hết bao nhiêu thì mỗi đứa chúng tôi cũng chỉ được có nửa cân thôi nhưng đối với túi tiền của tôi thì như thế cũng là quá nhiều giá bánh hồi bấy giờ năm xu một cân nếu tôi mua hai cân thì mất 10 xu như vậy chỉ còn một xu ngày mai chưa biết thế nào mà hôm nay lại tiêu hoang như thế là không biết phòng xa. Mua một cân rưỡi bánh chỉ mất 7 xu và 3 xăng tim, 11, thôi, như thế thì ngày hôm sau vẫn còn được 3 xu 2 xăng tim, nghĩa là đủ để khỏi chết đói mà chờ cơ hội kiếm ít tiền. Trong một thoáng tôi đã suy tính như vậy, rồi cố làm ra vẻ chững chạc, tôi bảo bà hàng bánh rằng tôi chỉ cần một cân rưỡi là đủ, bà không phải cắt nhiều hơn nữa. Được rồi, được rồi, bà ta trả lời bà lấy ra một cái bánh sáu cân thật to một cái bánh mà chắc chúng tôi có thể muốn chọn bà cắt ra một khúc đặt lên cân và đập sẽ vào cân một cái tươi quá rồi đấy bà nói thế là đủ bù chỗ hai đồng xăng tim thừa thế là bà ta vứt tám đồng xu vào trong ngăn kéo tôi đã từng thấy có người đẩy lui những đồng xăng tim lẻ người ta trả lại cho mình và bảo rằng họ chẳng biết dùng làm gì riêng tôi thì chắc không từ chối tuy thế tôi cũng không dám hỏi và lủi thủi đi ra miếng bánh kẹp chặt trong tay. Ba con chó sung sướng nhảy cỡn quanh tôi. Con cơ vừa kêu khe khẽ vừa rứt tóc tôi. Chúng tôi không đi xa lắm, đến gốc cây đầu tiên gặp trên đường cái. Tôi dựa đàn vào thân cây và ngồi duỗi dài trên cỏ. Bảy chó ngồi trước mặt tôi, con capi ở giữa, một bên là con donche, bên kia là con zebino. Còn con cơ nó không mệt mỏi gì thì đứng để dình đánh cắp những miếng bánh nó thích cắt chia bánh là một việc khó. Tôi chia ra 5 phần cố cho thật đều. Để cho khỏi phí phạm, tôi cắt mỗi phần ra từng lát nhỏ lần lượt phát cho mỗi con một miếng y như là ở trại lính. Trong bọn chúng tôi có con dô là ăn ít hơn cả, cho nên chia như vậy có lợi cho nó hơn ai hết. Trong lúc chúng tôi còn đói thì nó đã no rồi. Tôi lấy ở phần nó ba lát bánh cất vào trong sắc để dành cho mấy con chó sau này. Còn được 4 lát, chúng tôi chia nhau mỗi đứa một lát đó là món ăn thêm của chúng tôi và cũng là món ăn tráng miệng bữa tiệc đó chẳng phải là loại tiệc kích thích người ta đọc diễn văn tuy vậy tôi thấy cần phải nói với các bạn tôi một vài lời tất nhiên tôi tự coi tôi là thủ lĩnh của chúng nó nhưng tôi cũng không tự cho mình cách biệt chúng nó quá đến mức độ không cần phải báo cáo cho chúng nó biết là cả bọn đang lâm vào tình thế nghiêm trọng chắc con capi đoán ra được ý định của tôi nên nó nhìn chòng chọc vào mắt tôi tôi nói phải rồi bạn Capi à? Phải rồi các bạn Don Che, Zepino và Jolico à? Phải rồi, các bạn thân mến à? Tôi có một tin buồn cần báo để các bạn biết, chủ của chúng ta phải xa chúng ta hai tháng. Wow, con Capi kêu lên, trước hết việc đó làm cho chủ chúng ta buồn, rồi đến chúng ta cũng buồn. Chủ chúng ta nuôi sống chúng ta, trong khi chủ chúng ta vắng mặt thì chúng ta sẽ ở vào tình thế khủng khiếp đấy. Chúng ta không có tiền, nói đến tiền con Capi hiểu ngay nó đứng kiễng lên hai chân sau rồi đi vòng tròn như thể đi xin tiền trong hàng chư vị khán giả cậu muốn chúng ta biểu diễn à tôi nói tiếp ý kiến hay đấy nhưng mà liệu có thu được tiền không cơ chứ tất cả vấn đề là ở chỗ đó tôi phải báo trước với các bạn là nếu ta không thành công thì tất cả gia tài của chúng ta chỉ có ba xu thôi đấy ta phải thắt lưng buộc bụng sự việc là như vậy tôi mong các bạn hiểu cho rõ tình hình nghiêm trọng đến bực nào để đừng có dở quẻ trái lại nên mang tất cả tâm trí ra phục vụ đoàn. Tôi đề nghị các bạn phải biết phục tùng, biết dè xẻn và dũng cảm. Chúng ta hãy siết chặt hàng ngũ, các bạn hãy tin ở tôi cũng như tôi tin ở các bạn. Tôi không dám nói quyết là các bạn tôi hiểu hết những cái hay trong bài diễn văn ứng khẩu đó. Nhưng chắc là chúng đã tiếp thu đại ý, chúng nó biết rằng vắng mặt ông chủ tất là có điều gì nghiêm trọng xảy đến và chúng chờ đợi tôi giải thích nếu chúng không hiểu hết những lời tôi nói thì ít ra cũng hài lòng về cách xử sự của tôi đối với chúng chúng đã chứng tỏ sự hài lòng đó bằng sự chú ý khi nói chú ý tôi chỉ nói về những con chó thôi đến như con jolico thì không tài nào bắt nó tập trung trí lực vào một vấn đề được đoạn đầu bài diễn văn nó lắng nghe hết sức chăm chú nghe được độ vài câu thì nó nhảy tót lên cái cây đang tỏa cành lá trên đầu chúng tôi rồi nó đánh đu đùa giỡn nhảy từ cành này sang cành khác. Nếu con Capi mà láo sược với tôi như vậy sẽ làm tôi phật ý lắm. Nhưng đối với con joliker thì không hành động gì của nó làm tôi ngạc nhiên cả. Nó chỉ là một đứa sóc nổi không đầu, không óc. Dù sao chăng nữa nó thích đùa giỡn một tí cũng là tự nhiên thôi. Tôi xin thú thực rằng tôi cũng sẵn lòng làm như nó, đánh đùa khoái trá như nó, nếu có thể. Nhưng mà chức vụ quan trọng và địa vị của tôi không cho phép tôi giải trí như thế. Nghỉ được một lúc, tôi ra hiệu lên đường. Chúng tôi cần phải kiếm tiền để trả tiền trọ. Mà dù có phần chắc là chúng tôi sẽ ngủ ngoài trời và tiết kiệm được khoản ấy, thì bề nào cái khoản ăn sáng ngày mai cũng không tránh khỏi. Đi được chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi non thấy một làng ở đằng xa, làng có vẻ nghèo khổ, tiền thu nhập chắc sẽ ít ỏi. Nhưng mà điều đó không làm cho tôi ngã lòng, tôi còn tính là làng càng bé bao nhiêu thì càng ít gặp rủi ro, ít gặp cảnh sát bấy nhiêu. Tôi mặc quần áo cho các diễn viên rồi cố xếp hàng thật đẹp, chúng tôi đi vào trong làng. Nhưng rủi thay chúng tôi không có ống tiêu của cụ Vitalis và cái vẻ uy nghi của ông cụ. Y như một viên đội trưởng quân nhạc bao giờ ông cụ cũng làm cho người ta nhìn mình. Tôi không có những cái ưu thế của ông cụ như tầm vóc cao lớn, mặt mày linh hoạt. Trái lại người tôi bé nhỏ, mảnh khảnh và nét mặt tôi lại tỏ vẻ âu lo hơn là vững tin ở mình vừa đi tôi vừa nhìn ngang nhìn ngửa để xem có gây được ảnh hưởng gì không. Ảnh hưởng thật là soàng xĩnh, người ta ngẩng đầu lên rồi người ta cúi đầu xuống, chẳng ai đi theo đoàn chúng tôi. Đi đến một khoảng đất nhỏ, ở giữa có bể nước, có cây ngô đồng che bóng mát, tôi lấy thụ cầm ra đánh một điệu nhạc, văn sơ. Bản nhạc vui tươi, mấy ngón tay tôi nhẹ nhàng thoan thoát nhưng mà lòng tôi lại buồn phiền. Tôi thấy bên vai như có một gánh nặng nghìn cân. Tôi bảo con pino và con Don Chê nhảy, văn sơ, chúng nó vâng lời ngay và quay tròn theo nhịp. Nhưng chẳng có ai hoài công đến nhìn chúng tôi cả, mặc dù ở các bậc cửa có vô số các bà đương đàn áo, hoặc nói chuyện. Tôi tiếp tục đánh đàn, con pino và Don Chê tiếp tục nhảy, văn sơ, may chăng sẽ có một người nào đó đến xem chúng tôi. Có một người đến thì sẽ có người thứ hai, rồi thì có mười người, hai mươi người khác nữa nhưng mà tha hồ cho tôi đánh đàn tha hồ cho con Zepino và con donche cứ việc mà quay tròn người ta vẫn cứ ở lì trong nhà rồi họ cũng chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi nữa bỗng nhiên một em bé một em bé nhỏ xíu chừng như mới biết đi chập chững rời bậc cửa nhà em và tiến lại chỗ chúng tôi có lẽ mẹ s sẽ theo em rồi thì sau bà mẹ sẽ có một bà bạn thế là chúng tôi sẽ thu được tiền tôi đánh đàn nhẹ tay hơn để cho em bé khỏi sợ nói là để nhử em bé lại gần thì đúng hơn em giang hai tay đi núm na nung nính từ từ tiến lại em đến rồi chỉ vài bước nữa là em đến chỗ chúng tôi lúc ấy bà mẹ ngẩng đầu lên có lẽ bà đã cảm thấy đứa con không còn ở cạnh mình nữa bà trông thấy nó ở chỗ chúng tôi nhưng đáng lẽ chạy theo nó như chúng tôi mong mỏi thì bà chỉ ngồi yên mà gọi nó thôi đứa bé ngoan ngoãn trở về với mẹ có lẽ những người này không thích múa chăng có thể lắm tôi bảo con zepino và con donche nằm xuống và tôi hát bài dân ca quen thuộc của tôi chắc hẳn là chưa bao giờ tôi hát chăm chú và nhiệt tình như thế tôi bắt đầu hát sang đoạn thứ hai thì bỗng thấy một người mặc áo ngắn đội mũ dạ đi lại chỗ chúng tôi có thế chứ tôi tự nhủ thế rồi càng hát say sưa hơn thằng kia người đó thét lên mày làm gì ở đây hả thằng danh con mất dậy này tôi ngừng lại giật đỗi kinh ngạc về câu hỏi đó tôi đứng sững mồm há hốc nhìn người đó đi lại chỗ tôi hắn hỏi thế nào mày có trả lời không thưa ông đấy ông xem cháu đang hát mày có giấy phép để hát ở nơi công cộng làng chúng tao không thưa ông không thế thì bước đi cho mau nêu mày không muốn tao đưa mày ra tòa thưa ông nhưng hãy gọi tao là ông tuần phiên rồi thì xèo đi cho nhanh quần ăn mày khốn kiếp một tuần phiên nhờ bài học kinh nghiệm của chủ tôi tôi hiểu rằng chống đối lại với bọn cảnh sát và bọn tuần phiên nguy hại như thế nào. Tôi không để cho hắn nhắc lại lần thứ hai, theo lệnh hắn tôi vội vàng quay trở lại lối cũ, quân ăn mày, câu chửi đó chẳng đúng tí nào, nào tôi có ăn xin bao giờ, tôi hát, tôi nhảy múa, đó là cách lao động của tôi chứ tôi có làm điều gì sai trái. Chỉ cần 5 phút là tôi đã ra khỏi làng ấy, cái làng không niềm nở với khách qua đường nhưng lại được canh gác chu đáo thay. Mấy con chó bước theo tôi, giáng ủ rột chắc chúng hiểu rằng đoàn ta đã gặp một sự không may thỉnh thoảng con capi lại vượt lên trước tôi nó nguội lại tò mò nhìn tôi với đôi mắt thông minh của nó ở vào địa vị ấy bất kỳ con chó nào khác tất cũng đã hỏi tôi nhưng capi là một con chó có giáo dục có kỷ luật nên nó không dám tự tiện đặt câu hỏi tọc mạch nó chỉ biểu lộ sự tò mò ham biết của nó mà thôi tôi thấy hàm nó rung rung vì nó muốn sủa mà phải cố gắng nhịn sủa khi chúng tôi đi đã khá xa để khỏi lo tên tuần phiên đột ngột xuất hiện thì tôi giơ tay ra hiệu tức thì ba con chó vây quanh tôi còn capi đứng giữa lặng yên không nhúc nhích mắt nó dán vào mắt tôi đã đến lúc giải thích cho chúng nó cái điều mà chúng nó mong đợi tôi nói chúng ta không có giấy phép biểu diễn họ đuổi chúng ta đi thế rồi sao con capi bắt đầu hỏi thế rồi chúng ta sẽ ngủ ngoài trời bất cứ chỗ nào và nhịn ăn bữa tối Nghe nói đến, bữa ăn tối, cả bọn kêu lên một tiếng cầu nhau. Tôi chia ba đồng xu ra, các bạn biết là chúng ta chỉ còn có thế. Nếu tối nay chúng ta tiêu hết ba xu này thì đến mai không có tiền mà ăn bữa trưa đâu. Hôm nay chúng ta đã được ăn rồi. Vậy nên để dành đến ngày mai mới là khôn ngoan. Thế rồi tôi bỏ ba đồng xu vào túi. Con Capi và con Donche Che cúi đầu xuống một cách nhẫn nhục. Con Zepino vốn sâu tính và thăm ăn cứ cào nhỏ hoài. Tôi nghiêm khắc nhìn nó nhưng không bảo nó im mồm đi được. Tôi ngoảnh lại phía con Capi. Capi hãy giải thích cho Zepino cái điều mà nó không muốn hiểu. Hôm nay chúng ta phải nhịn bữa ăn thứ hai nếu muốn ngày mai cũng được ăn một bữa. Tức khắc con Capi lấy cẳng đánh bạn một cái. Và một cuộc tranh cãi diễn ra giữa hai con chó. Con Capi bảo con Zepino cái gì tôi không nghe thấy. Vì chó thì hiểu được ngôn ngữ của người chứ người thì không hiểu được ngôn ngữ của chó tôi chỉ thấy con Zepino không chịu nghe lẽ phải và đòi tiêu ngay tức khắc ba đồng xu kia con capi phải nổi nóng lên và nhe bộ nanh ra con Zepino vốn không can đảm gì cho lắm đành chịu im không kỳ kèo nữa vấn đề bữa tối thế là được giải quyết bây giờ còn vấn đề ngủ cũng may là trời đẹp ban ngày nóng nên ngủ ở ngoài trời về tiết này cũng chẳng có gì đáng ngại lắm chỉ cần bố trí thế nào để khỏi làm mùi cho cho sói nếu vùng này có cho sói cần hơn nữa là phải tránh bọn tuần phiên bọn này còn nguy hiểm hơn bội phần đối với chúng tôi con người vậy mà còn đáng sợ hơn muông sói vậy thì cứ việc tiến thẳng về phía trước mặt trên con đường trắng xóa cho đến lúc nào gặp chỗ chú chúng tôi làm như vậy con đường dài ràng dặc, hết cây số này đến cây số khác nối tiếp nhau những tia ánh hồng của mặt trời lặn đã biến mất trên nền trời mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chỗ chú dù thế nào cũng phải định liệu thôi khi tôi quyết định dừng lại để nghỉ đêm thì chúng tôi đang ở trong một khu rừng đó đây có những khoảng trống trơ trụi. Ở giữa các khoảng trống ấy có những khối đá hoa cương dựng đứng. Nơi này thật là buồn, thật là hiu quạnh, nhưng chúng tôi không thể chọn chỗ nào hơn được. Tôi nghĩ rằng ở giữa những khối đá hoa cương ấy, chúng tôi có thể tìm được một chỗ trú ẩn để tránh khí lạnh vào ban đêm. Tôi nói, chúng tôi, là nói con Jolica và tôi đối với mấy con chó thì không phải lo lắng gì cho chúng nó cả. Để chúng nó ngủ ngoài trời chẳng sợ chúng nó lên cơn sốt đâu. Nhưng riêng tôi thì phải giữ gìn vì tôi biết trách nhiệm của mình rất nặng. Nếu tôi đau ốm thì gánh hát sẽ ra sao? Và bản thân tôi ra sao? Nếu phải nuôi con Jolie cơ ốm. Chúng tôi rời đường cái, đi vào giữa các khối đá. Lát sau tôi trông thấy một phiến đá hoa cương lớn nằm nghiêng, tạo thành một cái hốc dưới chân phiến đá và một cái ở trên chóp trong cái hốc đó gió đã vun lá thông khô lại thành một lớp dày không còn kiếm ra chỗ nào hơn thế nữa một cái nệm để nằm một cái mái để nấp chỉ thiếu một miếng bánh để ăn bữa tối nữa thôi phải cố gắng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa trước khi ngủ tôi giảng giải cho con capi nghe là tôi trông cậy ở nó về việc canh phòng cho cả bọn thế là đáng lẽ cũng vào nằm trên đống lá thông với chúng tôi con vật ngoan ngoãn ấy lại đứng ở ngoài để canh gác tôi có thể yên tâm Tôi chắc không ai có thể đến gần chúng tôi mà tôi không được báo trước. Tuy rằng tôi đã yên lòng về điểm đó nhưng nằm xuống đống lá thông tôi chưa ngủ ngay được. Con Jolico nằm sát cạnh tôi, chùm chiếc áo ngắn của tôi. Con Zepino và con Donche nằm khoanh tròn ở dưới chân tôi. Tôi mệt mỏi lắm nhưng nỗi lo lắng còn lớn hơn là sự mệt mỏi. Ngày hôm đó, ngày đầu cuộc hành trình của chúng tôi, là một ngày xấu. Ngày mai đây sẽ ra sao nhỉ? Tôi đói tôi khác mà tôi chỉ còn có ba xu thôi tự nhiên tôi thò tay vào túi sở nắn mấy đồng xu nhưng có sở nắn bao nhiêu cũng vô ích thôi chúng chẳng đẻ thêm ra đồng nào nữa một này hai này ba này bao giờ cũng vậy đêm đến con số ấy là tôi dừng lại làm thế nào nuôi gánh xiếc làm thế nào mà nuôi chính bản thân mình nếu ngày mai đây và những ngày sau đó tôi không biểu diễn được nào là dọa mõm cho chó nào là lấy giấy phép đi hát rong biết đào những thứ ấy ở đâu ra? Cả bọn phải chết đói ở một xó rừng nào đó, hoặc là chết bờ chết bụi trăng. Vừa đặt đi đặt lại những câu hỏi bất dứt ấy, tôi vừa nhìn những vì sao lấp lánh trên đầu trong vòng trời mờ mịt. Không một tí gió, khắp nơi đều yên lặng, không một tiếng lá xào xạc, không một tiếng chim kêu, trên đường cái không một tiếng xe lăn bánh. Phóng hết tầm con mắt trong cõi xanh xanh sâu thẳm, cũng chỉ thấy khoảng không trống rỗng chúng tôi thật cô đơn và trơ trọi, tôi cảm thấy nước mắt trào lên giàn rụa rồi bỗng dưng tôi khóc nức nở, tội nghiệp má Barberin. Tội nghiệp cụ Vitalis, tôi nằm sấp, hai bàn tay úp vào mặt khóc tấm tức không tài nào nín được. Bỗng tôi thấy một hơi thở âm ấm, ấm luồn qua tóc, tôi vùng quay lại, một cây lưỡi mềm mại và nóng hổi liếm vào mặt tôi. Đó là con Capi, nó đã nghe thấy tôi khóc nên lại an ủi tôi như nó đã đến giúp đỡ tôi đêm đầu tiên tôi lên đường tôi choàng hai cánh tay ôm cổ nó hôn cái mõm ẩm ướt của nó thế là nó rên lên mấy tiếng khê khẽ dường như nó cùng khóc với tôi khi tôi thức giấc thì trời đã sáng rõ con capi ngồi trước mặt nhìn tôi trên cành chim hót ríu rít ở xa ở tận nơi xa tít vọng lại tiếng trông báo giờ cầu kinh buổi sáng mặt trời đã lên cao tỏa ra những tia nắng làm ấm người và ấm cả lòng nữa công việc điểm trang trải chuốt buổi sáng của chúng tôi chỉ một thoáng là xong và thế là chúng tôi lên đường đi về phía có tiếng chuông gióng giả ở đấy chắc có làng xóm ở đấy chắc có cửa hàng bánh mì khi người ta đi ngủ không ăn bữa trưa và bữa tối thì cái đói nó lên tiếng ngay từ sáng sớm rồi tôi đã nhất quyết cứ tiêu hết ba đồng xu còn lại đó rồi sau sẽ hay vào làng tôi chẳng cần phải hỏi thăm cửa hàng bánh mì ở đâu mùi đã đưa chúng tôi tới đó một cách chắc chắn gì chứ để đánh hơi thấy mùi bánh nóng thơm ngon từ xa thì mũi tôi cũng thính chẳng kém gì mũi mấy con chó kia. Ba xu bánh mì khi giá bánh 5 xu một cân thì mỗi phần chỉ được một miếng nhỏ. Do đó, chúng tôi ăn xong bữa sáng rất nhanh, đã đến lúc phải xem xét, phải nghĩ cách thế nào để kiếm tiền trong ngày hôm đó. Tôi bèn đi khắp làng để tìm chỗ nào thuận lợi nhất để biểu diễn và cũng để dò xét về mặt mọi người đoán xem họ sẽ là bạn hay thù. Ý tôi không phải là biểu diễn ngay tức khắc vì giờ này không thuận tiện. Mục đích của tôi là nghiên cứu vùng này chọn lấy một chỗ tốt nhất để đến trưa thì trở lại đó thử thời vận xem sao. Tôi đang mải mê với ý nghĩ ấy bỗng nghe thấy tiếng la hét ở phía sau. Tôi vội ngoảnh lại thì thấy con dép Bino chạy tới và một bà già đang đuổi theo nó. Thoáng qua cũng đủ hiểu tại sao có cuộc đuổi bắt và tiếng kêu la ấy. Lợi dụng lúc tôi lơ đễnh, con Zebino đã rời tôi lẻn vào nhà người ta đánh cắp một miếng thịt mang đi. Quân ăn trộm, bà già la to, bắt lấy nó, bắt lấy tất cả bọn chúng nó. Nghe mấy tiếng cuối cùng ấy, tôi thấy mình có lỗi, hay ít ra cũng phải chịu trách nhiệm về sự sai trái của con chó của mình. Vì thế, tôi cũng chạy nốt, biết trả lời làm sao nếu bà già kia bắt tôi bồi thường miếng thịt nó đánh cắp. Lấy gì mà trả? Không trả thì họ bắt lại và đã bắt thì họ giữ lại chứ chẳng chơi thấy tôi chạy, con capi và con donche cũng không chịu tụt lại sau. chúng nó theo sát gót tôi, còn con jolico ngồi trên vai tôi thì bám chặt lấy cổ tôi để khỏi rơi xuống đất. tôi không sợ người ta đuổi kịp nhưng sợ người ta đón đầu ở quãng nào đó. quả nhiên có hai ba người chừng như có ý định ấy đang chặn đường chúng tôi. May sao có một ngõ nhỏ đâm ngang ra đường cái trước khi đến chỗ họ? tôi cùng với mấy con chó nhảy rùa vào trong ngõ và chạy thục mạng chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra đến giữa đồng tôi chạy cho đến khi gần đứt hơi mới dừng lại nghĩa là tôi đã chạy ngót hai cây số là ít bây giờ tôi mới dám ngoảnh lại để nhìn về phía sau không có người nào đuổi theo chúng tôi cả con capi và con donche vẫn bám sát gót tôi còn con Zebino thì từ xa đi tới có lẽ nó đã dừng lại ở giữa đường để ăn miếng thịt tôi gọi nó nhưng nó biết là nó đáng bị trừng phạt nặng nên không đến với tôi nó dừng lại rồi đâm đầu chạy trốn, đành rằng con dép đánh cắp miếng thịt vì đói, nhưng mà tôi không thể vin vào lý do đó để tha thứ. Một vụ trộm cắp đã xảy ra, kẻ có lỗi phải chịu phạt, nếu không thì chẳng còn kỷ luật gì trong gánh xiếc của tôi nữa. Đến làng sau, con Don che sẽ bắt trước bạn nó, rồi tới cả con Capi nữa cũng sẽ bị cám dỗ nốt. Vậy thì tôi phải trừng phạt công khai con dép mới được. Nhưng muốn thế thì tự nó phải đến trước mặt tôi, chuyện đó không phải dễ dàng. Tôi phải cậy con Capi, đi tìm con Zepino cho tao, nó đi ngay để thi hành nhiệm vụ tôi giao phó. Tuy nhiên nó nhận việc này không sốt sắng như thường lệ. Trong cái nhìn của nó trước khi đi, tôi nhận thấy như là nó muốn làm người bảo chữa cho con Zepino hơn là làm tên sen đầm cho tôi. Thế là tôi chỉ còn việc đợi con Capi điệu tên tù của nó về. Chắc phải chờ khá lâu vì hẳn là con Zepino không chịu để lôi về ngay đâu. Dù phải chờ đợi thế nào tôi cũng không lấy làm khó chịu lắm. Chúng tôi đã ở cách làng xóm khá xa, không còn lo người đuổi theo nữa. Mặt khác tôi chạy đã mệt rồi và cũng muốn được nghỉ ngơi một lát. Và lại vội vã mà làm gì, có vội cũng chưa biết đi đâu và cũng chẳng có việc gì làm kia mà. Chính cái chỗ tôi dừng lại là một nơi tuyệt diệu để đợi chờ và nghỉ ngơi số là trong lúc tôi chạy tục mảng chẳng biết là chạy đi đâu thì lại đến ngay trên bờ con kênh Nam. Từ khi rời thành phố Tulu, tôi đã đi qua những cánh đồng mù mịt bụi. Giờ đây tôi mới đến một miền vừa xanh tươi vừa mát mẻ, có những kẽ của một tảng đá to phủ đầy cây nhỏ, và những cây ấy buông xuống thành những thác hoa xuôi chiều dòng nước. Thật thú vị, ngồi đó đợi hai con chó trở về thì tuyệt, một giờ trôi qua, không thấy con nào về cả tôi bắt đầu lo ngại thì bỗng thấy con Capi lùi tuổi trở về một mình. Con zebino đâu, con Capi nằm xuống, dáng điệu sợ sệt, nhìn nó tôi thấy bên tai có vấy máu. Chẳng cần phải giải thích tôi cũng hiểu câu chuyện xảy ra thế nào, con zebino chống cự lại. Còn con Capi thì có lẽ nó chấp hành miễn cưỡng một mệnh lệnh mà nó cho là khắc nghiệt quá nên nó đành chịu thua. Có nên mắng mỏ nó và trừng phạt cả nó nữa không? Tôi không đủ can đảm làm thế. Tôi không muốn làm phiền lòng người khác vì chính mình cũng đang nỗ ruột về nỗi sầu riêng. Công việc giao cho con Capi làm không có kết quả, tôi chỉ còn có cách đợi cho con Deobino vui lòng trở về thôi. Tôi biết nó lắm, cái hành động phản kháng lúc ban đầu qua rồi thì nó đành chịu phạt và chắc là tôi sẽ thấy nó hối hận trở về. Tôi nằm xuống bên một gốc cây, tay giữ con Jolico đã xích lại vì sợ nó lại cao hứng bỏ theo con Zebino. Còn con Capi và con Donche thì nằm dưới chân tôi, thời gian trôi qua, con Zepino vẫn không về, giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết và tôi thiếp đi. Khi tôi thức giấc thì mặt trời lên tới đỉnh đầu và khá nhiều giờ khắc đã trôi qua. Không cần có mặt trời tôi cũng biết là đã chưa vì dạ dày của tôi kêu lên rằng tôi đã muốn màu bánh cuối cùng từ lâu lắm rồi. Về phần mấy con chó và con khỉ Zoliker, chúng nó cũng tỏ ra rất đói. Con Capi và con Donche kêu đói bằng vẻ mặt thiểu não, con Joliker thì nhăn nhó. Vẫn không thấy bóng vía con Zebino đâu cả. Tôi kêu tên nó, tôi huyết sáo gọi nó, đều vô ích, nó không về, nó ăn bữa sáng no nê rồi, bây giờ nó giúp vào bờ bụi nào đó để yên ổn tiêu hóa thức ăn. Tình thế trở nên khó xử. Nếu tôi đi thì con chó sẽ lạc đàn không trở về với chúng tôi được. Nếu tôi ở lại thì không có cơ hội kiếm được rambasu để có cây ăn. Và đúng là nhu cầu về ăn càng lâu càng trở thành cấp thiết. Mắt của hai con chó nhìn trong chọc vào mắt tôi, nhìn một cách tuyệt vọng. Còn khi Jolico thì vừa xoa bụng vừa kêu khe khẽ những tiếng đầy oán tháng. Thời gian trôi qua, con zebino vẫn không trở về. Tôi lại phái con Capi đi tìm một lần nữa. Nhưng nửa giờ sau nó trở về có một mình và cho tôi biết là không tìm thấy. Làm thế nào bây giờ, dù cho con zebino đã phạm lỗi? Dù nó còn đặt chúng tôi vào một tình thế ghê gớm nữa, tôi cũng không thể tính đến việc bỏ rơi nó. Cụ chủ tôi sẽ nói sao nếu tôi không mang đủ ba con chó về. Và lại dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu thương nó, cái con zebino chết tiệt này. Tôi quyết tâm đợi nó đến chiều tối, nhưng không thể nào cứ ngồi yên không hoạt động để nghe dạ dày van đói. Những tiếng kêu ấy nghe càng bội phần thống thiết vì chỉ có nó nhoi nhói bên tai, không lúc nào nghỉ ngơi và cũng không có cái gì chen vào để làm cho ta có thể sao nhãng phải nghĩ ra trò gì để bốn chúng tôi có việc làm cho khuây khỏa nếu có thể quên đi không nghĩ rằng mình đang đói thì tất nhiên sẽ ít thấy đói hơn nhưng làm gì bây giờ mải loay hoay về câu hỏi ấy tôi chợt nhớ cụ vitalis có kể cho tôi nghe rằng trong chiến tranh khi một binh đoàn hành quân mệt nhọc thì người ta bảo cử nhạc nghe thấy những điệu nhạc vui vẻ và lôi cuốn binh sĩ sẽ quên hết mệt mỏi nếu tôi chơi một bản nhạc vui có lẽ cả bọn sẽ quên đói dù thế nào đi nữa tôi bận chơi nhạc và mấy con chó bận nhảy múa với con jolico thì thời giờ sẽ đi nhanh hơn tôi vớ lấy cây đàn dựng ở gốc cây sau khi sắp xếp chỗ đứng cho các diễn viên tôi quay lưng lại con sông đào và bắt đầu chơi một điệu múa và sau đó một điệu văn sơ thoạt tiên thì dường như mấy tài tử của tôi không sẵn lòng nhảy múa giá có bánh mì để cho mỗi chú một khoanh thì tất nhiên ổn hơn đấy nhưng dần dần nhờ có tác dụng tự nhiên của âm nhạc chúng nó phấn chấn lên chúng tôi quên cả lát bánh đang thèm mà chẳng có tôi chỉ nghĩ đến nhảy múa thỉnh lình tôi nghe một giọng nói trong trẻo một giọng trẻ con reo lên hoan hô giọng nói đó từ đằng sau vọng tới tôi vội vàng ngoảnh lại một con thuyền đỗ ở dưới sông mũi thuyền quay về bên bờ tôi đứng hai con ngựa kéo thuyền dừng lại nghỉ ở bờ bên kia đó là một con thuyền lạ lùng chưa bao giờ tôi trông thấy nó ngắn hơn những chiếc xà lan thường đi trên sông đào trên sàn thuyền dựng một cái hành lang lắp kính phía trước hành lang kính là một mái hiên có cây leo che mát cành lá bám rải rác vào đường răng cưa ở mái nhà và rủ xuống từng nơi từng chỗ như những thác nước màu xanh lục dưới mái hiên có hai người một người đàn bà còn trẻ đang đứng vẻ tao nhã buồn và một chú bé, một đứa con trai chạc tuổi tôi trông như đang nằm. Có lẽ chính thằng bé này vừa reo, hoan hô, đây. Con thuyền kia xuất hiện bất ngờ nhưng không có vẻ gì đáng sợ cả. Vừa hết ngạc nhiên thì tôi ngả mũ cảm ơn người vừa hoan hô tôi. Người đàn bà hỏi tôi với giọng lơ lớ của một người ngoại quốc. Em diễn trò để tiêu khiển đấy à? Để tập luyện cho diễn viên của cháu và cũng để giải trí chú bé ra hiệu cho bà ta và bà cúi sát xuống mặt nó. Rồi bà ngẩng lên hỏi tôi, em có vui lòng biểu diễn một lúc nữa không? Có, tôi vui lòng biểu diễn lắm chứ. Biểu diễn trước một cử tọa đến đúng lúc thế này. Tôi không đợi người ta nài. Tôi hỏi, bà muốn xem một điệu vũ hay một vở kịch? Ồ, một vở kịch, đứa bé reo lên. Nhưng bà ngắt lời và bảo là bà ta thích điệu vũ hơn. Đứa bé kêu, điệu vũ thì ngắn ngủi quá. Sau điệu vũ, nếu chưa vị khán giả thích thì chúng tôi có thể biểu diễn nhiều tiết mục, y hệt những tiết mục ở các dạp siếc của thành phố Paris. Đó là một câu quen thuộc của chủ tôi. Tôi cố gắng đọc nó với cái giọng tao nhã của ông cụ. Nghĩ cho kỹ thì họ từ chối vừa kịch hóa ra lại làm cho tôi hài lòng. Vì rằng tổ chức kịch mà thiếu mất con dép vino và quần áo, dụng cụ cần thiết thì tôi còn biết xoay sở làm sao. Thế là tôi vớ cây tụ cầm và bắt đầu chơi một điệu van sơ tức khắc con capi lấy hai chân ôm ngang lưng con chê và chúng quay theo nhịp rồi đến con zoliker một mình nhảy một điệu vũ tiếp đó chúng tôi lần lượt biểu diễn hết cả chương trình của mình không thấy mệt mỏi chắc mấy diễn viên của tôi hiểu rằng chúng sẽ được thù lao bằng một bữa ăn cho nên chúng nó cũng như tôi đều không tiếc gì công sức giữa một tiết mục tôi thấy con zebino thình lình ở trong một bụi cây chui ra khi các bạn nó tới gần nó thì nó trầm cháo len vào và đóng vai trò của mình vừa biểu diễn vừa trông nom các diễn viên thỉnh thoảng tôi vừa liếc mắt nhìn chú bé điều kỳ dị là tuy xem trò của chúng tôi nó có vẻ thích thú nhưng nó vẫn không cử động nó nằm dài ngay đơ chỉ động đẩy hai tay để vỗ tán thưởng chúng tôi nó bị liệt chăng hình như nó bị buộc vào một tấm gỗ gió đẩy dần con thuyền vào sát bờ lúc nào không biết Bây giờ thì tôi nhìn thấy thằng bé rõ như tôi đang đứng ở trên thuyền gần ngay cạnh nó. Tóc nó vàng, mặt nó tái nhợt, tái đến nỗi người ta trông thấy rõ những đường gân xanh trên trán dưới làn da trong suốt. Nét mặt nó hiền dịu âu sầu và có cái gì như là dấu hiệu của bệnh tật. Bà chủ thuyền hỏi tôi, "Em diễn như thế, bao nhiêu một chỗ xem, người ta trả tùy lòng, tùy theo sự vui thích của người ta." "Mẹ ơi, thế thì phải trả thật đắt đấy." thằng bé nói rồi nó nói thêm mấy câu bằng một thứ tiếng mà tôi không hiểu. Sau đó bà mẹ nói với tôi, Arthur nó muốn nhìn gần các diễn viên của em đấy, tôi ra hiểu, còn Capi lấy đà nhảy vọt xuống thuyền. Arthur hỏi, thế còn những con kia, hai con Zebino và Don Chê nhảy theo bạn, còn con khỉ nữa, con Joliker có thể nhảy xuống một cách dễ dàng nhưng tôi không bao giờ tin nó. Một khi lên thuyền, nó có thể bày ra những trò tinh nghịch không vừa ý bà chủ. Bà chủ hỏi, nó có giữ không, thưa bà không, nhưng có lúc nó không vâng lời. Cháu sợ xuống thuyền nó không ngoan, thế thì cháu cứ xuống với nó, vừa nói bà vừa ra hiệu cho một người đàn ông đứng ở sau lái. Lập tức người này đi lên phía trước bắc một tấm ván lên bờ. Nhờ cái cầu bắc như thế nên tôi xuống thuyền khỏi phải nhảy bạt mạng. Tôi trịnh trọng bước vào trong thuyền, vai đeo đàn, tay bế con Jolica. Arthur reo lên, con khỉ, con khỉ đấy tôi tiến đến sát chú bé trong lúc nó vuốt ve vỗ về con Zoliker, cơ tôi tha hồ ngắm nghía nó thật là kỳ lạ đúng là nó bị buộc vào một tấm gỗ như tôi đã dự đoán bà chủ hỏi tôi cháu có bố cháu đấy chứ có phải không thưa có nhưng hiện nay cháu sống một mình sống một mình có lâu không hai tháng hai tháng ồ tội nghiệp cho cháu thế nào bằng ấy tuổi mà đã phải sống một mình lâu như thế ư ừ. thưa bà biết làm thế nào được hết hai tháng này có lẽ chủ cháu bắt cháu phải mang về cho ông ấy một số tiền phải không thưa bà không chủ cháu không bắt buộc cháu cái gì cả miễn là làm sao cháu sống được và nuôi sống được gánh xiếc thế là đủ cho tới nay cháu vẫn kiếm được đủ sống à tôi ngập ngừng trước khi trả lời tôi chưa thấy một bà nào làm cho tôi kính nể như bà ấy thế mà bà nói năng hiền từ giọng bà dịu dàng cái nhìn của bà ân cần sốt sắng đến nỗi tôi quyết định nói thực và lại tại sao lại không nói chứ? Tôi kể cho bà nghe tại sao tôi phải xa lìa cụ Vitalis, ông cụ bị tu vi đã bảo vệ tôi như thế nào và làm sao từ khi rời thành phố Tulu tôi chưa hề kiếm được một xu. Trong lúc tôi nói thì thằng Arthur chơi đùa với mấy con chó. Tuy vậy nó vẫn chú ý nghe tất cả những lời tôi kể lể. Nó kêu, "Các bạn chắc đói lắm nhỉ, nghe đến cái tiếng đói quen thuộc ấy." mấy con chó sủa vang lên và con Jolie Gertz xoa bụng rối rít. Arthur kêu lên, ồ, mẹ ơi, nghe thấy tiếng gọi, bà hiểu ngay. Bà nói mấy câu bằng tiếng ngoại quốc với một người đàn bà vừa thò đầu ra sau cánh cửa hé mở. Hầu như tức khắc sau đó, người đàn bà này bưng ra một chiếc bàn nhỏ bầy thức ăn. Bà chủ thuyền bảo tôi, ngồi ăn đi cháu, tôi không đợi bảo nhiều lần. Tôi đặt cây đàn xuống và ngồi ngay vào bàn. Tức thì mấy con chó xếp hàng quanh tôi và con Jolico ngồi lên đầu gối tôi. Arthur hỏi, "Chó của anh có ăn bánh mì không? Chúng nó ăn mạnh chứ. Tôi cho mỗi con một miếng chung muốn hết ngay." Arthur lại hỏi, "Còn con khỉ nữa, nhưng cũng chẳng cần săn sóc đến con Jolico. Trong khi tôi cho chó ăn thì nó đã vơ lấy một miếng ba tê chui xuống gầm bàn ngồi tọng đến nghẹn cổ. Xong đến lượt tôi, tôi cũng cầm một khoanh bánh tôi không đến nỗi tổng cho nghẹn hầu nghẹn họng như con cơ nhưng cũng ăn ngấu ăn nghiến không kém nó. bà chủ rót đầy cốc rượu nho cho tôi và nói tội nghiệp cháu bé. còn arthur không nói gì cả. nó dương mắt nhìn chúng tôi, thấy chúng tôi ăn ngon miệng như thế, chắc là nó phải kinh ngạc lắm, vì trong cả bọn chúng tôi, đứa nào cũng háo ăn như đứa nào, ngay cả con Zepino cũng vậy, tuy rằng nó cũng đã khá no bụng với miếng thịt đánh cắp thơ hỏi thế tối nay anh và các con vật định ăn ở đâu nếu không gặp chúng tôi chắc là chúng tôi không ăn tối thế ngày mai ăn ở đâu có lẽ ngày mai chúng tôi lại may mắn gặp được người tốt như hôm nay không tiếp chuyện tôi nữa a thơ ngoảnh lại phía mẹ và hai người lại trao đổi với nhau rất lâu bằng thứ tiếng ngoại quốc mà tôi đã nghe thấy vừa rồi hình như nó muốn xin cái gì mà mẹ nó không muốn cho hay ít ra cũng nêu nhiều điều trở ngại Bỗng nhiên nó quay đầu lại phía tôi vì thân mình nó không cử động được. Nó nói: "Anh ở lại đây với chúng tôi nhé." Tôi nhìn nó không trả lời. Câu hỏi đột ngột quá, còn tôi nó hỏi: "Cháu có vui lòng ở lại đây với chúng tôi không? Trên chiếc thuyền này, phải, trên chiếc thuyền này, còn tôi nó ốm, thầy thuốc bắt phải buộc nó trên một tấm gỗ như cháu thấy đây. Để cho nó khỏi buồn chán, tôi đưa nó đi chơi trên chiếc thuyền này. Cháu sẽ ở lại đây với chúng tôi." lũ chó và con khỉ của cháu sẽ biểu diễn cho arthur xem nó sẽ là khán giả của những con vật ấy đây còn cháu nếu cháu vui lòng thì cháu sẽ đánh tụ cầm cho mẹ con chúng tôi nghe như vậy cháu sẽ giúp ích cho chúng tôi và về phía chúng tôi thì có lẽ chúng tôi cũng có ích cho cháu hàng ngày cháu sẽ khỏi phải đi kiếm khách xem cái đó không phải là một chuyện dễ dàng đối với một đứa trẻ vào lứa tuổi cháu đi thuyền Tôi chưa hề được đi thuyền bao giờ và được đi thuyền là điều mong ước lớn của tôi. Tôi sẽ được sống trên thuyền, trên mặt nước, sung sướng làm sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên bừng lên trong trí tôi và làm cho óc sáng hẳn lên. Giấc mơ thú vị quá. Chỉ cần suy nghĩ vài giây tôi đủ thấy lời đề nghị kia rất có lợi cho tôi và người đề nghị đó quả là hào hiệp. Tôi cầm tay bà ta mà hôn, hình như bà cảm kích về cách tỏ lòng biết ơn đó. Thân ái và gần như âu yếm bà lấy tay xoa đầu tôi mấy lần và nói tội nghiệp cháu bé người ta đã có ý muốn tôi gầy đàn cho nghe thì tôi tưởng nên làm hài lòng người ta ngay chứ không nên trì hoãn sự sốt sắng là một cách chứng tỏ phần nào thiện trí và lòng biết ơn của mình tôi cầm cây đàn đi mãi tận đằng mũi thuyền và bắt đầu gầy lúc đó bà chủ đặt lên môi một chiếc còi nhỏ bằng bạc và huyết lên một tiếng lanh lành tôi vội ngừng gầy đàn và tự hỏi tại sao bà ta thổi còi như thế phải chăng bà tuổi còi vì tôi chơi đàn giờ hay bà muốn bảo tôi ra đi? Vốn để ý tới tất cả mọi việc xung quanh, Arthur à đoán được mối băn khoăn của tôi. Nó nói, mẹ tôi tuổi còi để cho ngựa tiếp tục đi đấy. Thật vậy, con thuyền có ngựa kéo rời khỏi bờ và bắt đầu lướt trên mặt nước yên lặng của con sông đào. Nước vỗ dóc rách vào mạn thuyền. Cây cối ở hai bên bờ chạy lùi về phía sau chúng tôi dưới tia nắng xiên khoai của mặt trời. Arthur bảo, anh đánh đàn đi, nó lấy đầu ra hiệu gọi mẹ nó lại gần. Nó cầm tay bà lên, giữ thật chặt trong hai bàn tay nó suốt thời gian tôi chơi những bản nhạc mà thầy tôi đã dạy. Chương 12, người bạn đầu tiên của tôi, bà mẹ Arthur là người Anh, tên bà là Milligan, bà quá chồng, lúc đầu tôi tưởng Arthur là đứa con duy nhất của bà, về sau mới biết bà còn đứa con trưởng bị mất tích một cách bí mật. Người ta không tìm ra được dấu vết của nó sự việc ấy xảy ra trong lúc ông Milligan đang sắp chết còn bà Milligan thì ốm nặng chẳng biết tí gì xung quanh bà ta cả khi bà bình phục thì chồng bà đã chết và con bà đã mất tích rồi việc tìm tòi do người em chồng bà là ông james Milligan lo liệu chọn ông james Milligan vào việc này thì cũng lạ vì ông ta có những quyền lợi đối lập với chị dâu thật vậy anh ông james chết không con thì ông ta trở thành người thừa kế của ông ấy vì vậy ông James Milligan cũng không được hưởng di sản của anh vì rằng 7 tháng sau khi chồng chết, bà Milligan lại sinh ra một đứa con trai, đó là chú bé Arthur, 12. Thầy thuốc bảo rằng thằng bé này khẳng kheo và bệnh tật thế, chả nuôi được. Nó có thể chết nay chết mai. Lúc ấy ông James Milligan mới hẳn là người thừa kế tước vị và gia sản của anh ông. Luật thừa tự không phải ở nước nào cũng giống nhau, bên nước anh trong một trường hợp nào đó pháp luật có thể cho một người chú đứa trẻ thừa kế chứ không phải người mẹ. Đứa cháu trai ra đời làm cho mối hy vọng của ông James Milligan chậm thực hiện, nhưng không làm cho nó tiêu tan. Ông ta chỉ có việc đợi thôi, và ông ta đợi, nhưng mà lời báo trước của các ông thầy thuốc chẳng ứng nghiệm. Arthur tuy ứng đau quặt quẹo nhưng không chết như người ta dự đoán. Sự chăm sóc của bà mẹ đã làm cho nó sống, đó là một điều kỳ diệu, nhưng ơn trời điều kỳ diệu ấy cũng thường hay lặp lại dễ đến 20 lần người ta tưởng nó đi đời, nhưng 20 lần nó được cứu sống. Nó bị liên tiếp đôi khi còn cùng một lúc tất cả các thứ bệnh tật mà trẻ con thường hay mắc phải. Thời gian gần đây nó lại mắc một chứng bệnh khủng khiếp gọi là lao xương hông. Chỗ đau nằm ở hông, để chữa bệnh này, người ta bảo phải dùng nước có chất lưu hoàng. Bà Milligan bèn đến miền núi Pyrene, nhưng sau khi chữa bằng nước có chứa chất lưu hoàng không kết quả người ta bèn bày một phương pháp điều trị khác. Theo cách này, người ốm phải nằm duỗi dài ra không được đặt chân xuống đất. Do đó, bà Milligan mới thuê đóng chiếc thuyền này ở thành phố Bóc Đô. Bà không đành nhốt con bà trong một căn nhà, nó đến chết vì buồn chán hoặc thiếu khí trời mà thôi. Thằng Arthur không đi được thì cái nhà nó ở sẽ đi thay cho nó. Người ta đã biến chiếc thuyền thành ngôi nhà nổi có buồng ngủ, có bếp, có buồng khách và mái hiên. Tùy theo thời tiết, Arthur ở trong phòng khách hay ở dưới mái hiên này, từ sáng chi tối, với mẹ nó bên cạnh. Thế là cảnh vật diễn qua trước mắt nó, nó chỉ cần mở mắt ra mà nhìn. Họ khởi hành từ bóc đô được một tháng nay, sau khi ngược dòng sông Garon, họ đi vào kênh Nam. Từ con sông đào này họ sẽ đi tới những đầm vũng và con sông đào dọc bờ địa Trung Hải. Rồi họ sẽ ngược sông Rôn, sông Saôn, chuyển sang sông Loa cho tới thị trấn Briar. Ở đấy họ rẽ sang con sông Đào cùng tên để đến sông Sen rồi xuôi dòng sông cho tới thành phố Rô Âng. Đến đó hai mẹ con sẽ đáp tàu thủy lớn để trở về nước Anh. Ngày tôi mới đến, tôi chỉ biết có cái buồng tôi ở trên chiếc thuyền mang tên Thiên Nga, này. Buồng tuy bé nhỏ hai thước chiều dài và độ chừng một thước chiều rộng nhưng nó là buồng tàu thủy mỹ lệ nhất, kỳ lạ nhất mà trí tưởng tượng của trẻ con có thể ước mơ. Đồ đạc trong phòng chỉ có một cái tủ có ngăn kéo nhưng cái tủ có ngăn kéo đó giống như cái chai vô tận của nhà vật lý học chứa đựng rất nhiều thứ mặt trên của cái tủ không đóng cứng như thường lệ mà dơ lên đậy xuống được nhấc nó lên người ta thấy ở dưới có một chiếc giường có đầy đủ cả chăn đệm gối tất nhiên là cái giường đó cũng chẳng được rộng gì cho lắm tuy thế nó cũng khá lớn đủ chỗ để nằm ngủ trong đó một cách thoải mái dưới giường có một ngăn kéo đựng đủ các đồ dùng để rửa mặt bên dưới nữa lại có một ngăn kéo khác chia ra làm nhiều ô trong đó có thể xếp quần áo không có bàn không có ghế để ngồi nghĩa là không có bàn ghế đóng theo kiểu thông thường nhưng sát vách về phía đầu giường có một mảnh ván khi hạ xuống thì thành cái bàn và phía chân giường có một mảnh ván khác hạ xuống thì thành cái ghế ở cạp thuyền khoét một cửa sổ tròn có tấm kính để đóng mở lấy ánh sáng và không khí tôi chưa bao giờ được trông thấy cái gì vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ như thế tất cả đều lát ván thông quét dầu trên nền ván trải một tấm vải sơn kẻ ô đen ô trắng nhưng không phải chỉ có con mắt là say mê mà thôi đâu khi tôi cởi áo ngả lưng trên giường tôi có một cảm giác khoan khoái quả là mới lạ đây là lần đầu tiên những tấm ván lót giường mơn trớn chứ không phải cào sát ra thịt tôi ở nhà má barberin tôi ngủ trên những tấm vải lót dệt bằng sợi gai cồm cộm và sushi đi với cụ Vitalis thì chúng tôi thường ngủ trên đống rơm hay đống cỏ khô không có vải lót. Mà khi ở quá trọ, người ta có đưa vải lót giường cho chúng tôi, thì hầu như bao giờ cùng vậy, vải xấu quá, thả rằng nằm ổ rơm tốt còn hơn. Ở trong bùng này vải lót mới thơm mịn màng làm sao? Nó mềm mại và thơm tho quá, và cái nệm quả là êm hơn những lá cây thông trên đó tôi vừa ngủ đêm hôm trước. Cảnh đêm yên lặng không đáng lo ngại nữa trong bóng tối cũng không có gì xôn xao. Những vì sao mà tôi nhìn thấy qua khung cửa sổ tròn chỉ nói với tôi những lời khuyến khích, những lời tin tưởng ở tương lai. Mặc dù tôi được nằm ngủ trên một cái giường êm ấm, mới tờ mò sáng tôi đã dậy, vì tôi ấy náy không biết những tài tử của tôi đêm qua ngủ ngáy ra sao. Tôi thấy cả bọn vẫn còn ở nguyên chỗ tối hôm trước tôi đã xếp đặt cho chúng và hãy còn ngủ đàng hoàng, tưởng chừng như con thuyền này là nhà của chúng từ mấy tháng nay rồi khi tôi đến thì mấy con chó trở dậy vui vẻ lại gần tôi để đòi vuốt ve như lệ thường những buổi sáng sớm chỉ có một mình con joli không động đậy tuy nó đã hè hé, hé mắt nó lại còn ngáy ồ ồ như một cái kèn đồng cỡ lớn không cần phải suy nghĩ nhiều tôi cũng hiểu ông joli vốn là hiện thân của tự ái ông nổi giận lên rất dễ dàng và khi đã giận thì dỗi rất lâu Giờ đây ông bực tức vì tôi đã không mang ông theo vào trong buồng tôi và ông tỏ thái độ bất bình bằng cách giả vờ ngủ. Tôi không thể giải thích cho Jolico vì lý do gì mà bất đắc dĩ tôi phải để nó ở lại trên sàn thuyền. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với nó, ít ra là xét vẻ bề ngoài. Tôi bèn ẵm nó lên tay và vỗ về nó để tỏ lòng hối hận. Thoạt đầu nó vẫn rỗi, nhưng vốn tính tình luôn luôn thay đổi nên lát sau nó đã nghĩ đến chuyện khác. Bằng điệu bộ. Nó nói cho tôi hiểu rằng nếu cho nó lên bộ đi chơi với tôi thì nó sẽ tha thứ cho tôi. Người thủy thủ tôi trông thấy cầm lái hôm trước cũng đã dậy và đang rửa sàn thuyền. Bác ta vui lòng bắc một tấm ván làm cầu và thế là cả đoàn chúng tôi đi lên bờ cỏ. Tôi nô đùa với đàn chó và con Jolie cơ Tôi chảy, tôi nhảy hào hố, tôi leo cây chơi đùa như thế thì thời gian đi rất nhanh. Khi chúng tôi trở về thì ngựa đã thắng vào thuyền và buộc vào một cây bạch dương ở trên con đường dùng cho việc kéo thuyền. Chúng nó chỉ đợi ngọn roi vung lên là đi ngay. Tôi vội vàng xuống thuyền, vài phút sau người ta mở dây buộc thuyền. Bác thủy thủ cầm tay lái, anh đánh ngựa lên yên, cái dòng dọc sỏ dây kéo rít lên. Thế là chúng tôi lên đường, đi thuyền mới thích thú làm sao? Trên đường ngựa đi nước kiệu và chúng tôi lướt nhẹ nhàng trên mặt nước mà không cảm thấy có một sự lay động nào rừng cây hai bên bờ chạy nhanh về phía sau chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ mạn thuyền róc rách chen với tiếng nhạc đeo ở cổ ngựa thuyền lướt tới nghiêng mình trên cạp tôi ngắm nhìn những cây bạch dương dễ ăn sâu trong đám cỏ tươi những cây bạch dương vươn mình kiêu hãnh và lắc lư những cành lá luôn luôn sao động trong không khí yên lặng buổi ban mai từng dãy dài bạch dương xếp thành hàng dọc theo bờ sông làm thành một bức bình phong rậm rạp màu xanh nó chắn những tia nắng xiên ngang của mặt trời chỉ để lọt tới chỗ chúng tôi một thứ ánh sáng êm dịu đã được sàng lọc qua các cành lá từng chỗ mặt nước đen nhánh như che phủ những vực thẳm không thể dò được trái lại chỗ khác mặt nước trải ra thành một lớp trong suốt để thấy cả những viên đá cuội bóng loáng và những lá cỏ mịn màng như nhung ở dưới đáy sông tôi đang say sưa lặng ngắm chợt nghe thấy nói đến tên tôi ở sau lưng tôi ngoảnh lại Người ta vừa khênh Arthur nằm trên tấm gỗ ra. Mẹ nó đứng bên nó. Nó hỏi, anh ngủ có ngon không? Ngủ ngon hơn ngủ giữa cánh đồng chứ. Tôi đến gần và cố tìm những lời lịch sự để nói với Arthur đồng thời cũng có ý nói với cả bà mẹ nữa. Arthur lại hỏi, thế mấy con chó đâu? Tôi gọi lũ chó và con Jolico lại. Đàn chó chạy đến chào và con Jolico thì nhăn nhó như những khi nó đoán ra rằng nó sắp phải biểu diễn nhưng buổi sáng hôm đó người ta không nói đến chuyện biểu diễn. Bà Milligan đặt con vào chỗ khuất bóng nắng và ngồi cạnh nó. Bà hỏi tôi, cháu hãy đem chó và khỉ đi nhé. Arthur và bác sắp làm việc đây, tôi nghe lời và cùng với bảy thú đi ra mãi đằng mũi thuyền. Không biết thằng nhỏ ốm yếu đáng thương ấy làm được việc gì mà bảo là làm việc. Tôi thấy bà mẹ bắt nó đọc thuộc lòng một bài học và bà ta mở một quyển sách để dõi theo. Arthur nằm trên tấm gỗ mà đọc bài người không nhúc nhích. Nói là nó cố đọc thì đúng hơn vì nó ngập ngừng nhiều quá. Nó không nói được lấy ba tiếng trơn tru, nhiều khi nó còn nhầm lẫn nữa. Mẹ nó mắng nó một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Bà nói, anh không thuộc bài ngụ ngôn, nghe thấy bà gọi con là anh. Tôi cho là một điều kỳ dị vì khi đó tôi chưa biết rằng người anh thường xưng hô như thế khi họ nói với nhau bằng tiếng Pháp. Arthur kêu lên ảo não, chao, mẹ ơi hôm nay anh còn phạm nhiều lỗi hơn hôm qua nữa. Con đã cố học, và anh không thuộc, con không thể học thuộc. Tại sao, con không biết, tại con không thể học được, con ốm đau. Anh không ốm ở đầu. Mẹ không bao giờ chịu để cho anh không học tập được gì cả và lấy cớ là ốm đau để rồi lớn lên trở thành người rốt nát. Tôi cho là bà Milligan quá nghiêm khắc, nhưng bà vẫn nói năng ôn tồn, âu yếm. Tại sao anh không chịu học bài để làm phiền lòng mẹ? Thưa mẹ, con không học được. Con nói thành thật với mẹ là con không thể nào học được. Arthur bắt đầu khóc, nhưng bà Milligan không nao núng vì những giọt nước mắt của nó, mặc dù bà có vẻ cảm động và phiền lòng nữa như bà nói. Bà tiếp, "Sáng nay mẹ cũng muốn để anh chơi với Remy và đàn chó, nhưng mà chỉ được chơi khi nào anh đọc thuộc bài ngụ ngôn không phạm lỗi." Nói xong bà đưa quyển sách cho Arthur và đi vài bước như thể sắp vào trong khoang thuyền, để mặc cho con nằm trên tấm gỗ. Arthur khóc nức nở đứng ở chỗ tôi cũng nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nó sao bà milligan lại có thể khắc nghiệt với chú bé đáng thương này vậy bà vẫn tỏ ra yêu nó thắm thiết kia mà nó không học được bài có phải lỗi tại nó đâu có lẽ là tại bệnh tật của nó ấy vậy mà bà định bỏ đi không an ủi nó một lời nhưng bà không bỏ đi bà không vào trong khoang thuyền mà trở lại với con bà bà nói anh có muốn mẹ cùng học với anh thử xem không ồ thưa mẹ vâng cùng học Bà bèn lại ngồi gần nó. Bà cầm quyển sách và bắt đầu đọc khe khẽ bài ngụ ngôn nhan đề là chó sói và cừu non. Arthur đọc theo bà từng chữ, từng câu. Khi đọc xong bài ngụ ngôn ba lần, bà trao quyển sách cho Arthur bảo nó học một mình, rồi bà vào trong thuyền. Arthur liền đọc bài ngụ ngôn. Từ chỗ tôi đứng tôi trông thấy môi nó mấp máy. Rõ ràng là nó học bài và chăm chú học, nhưng sự chuyên cần của nó chẳng được mấy chốc. Mắt nó rời khỏi sách môi nó mấp máy chậm hơn rồi đột nhiên dừng hẳn lại. Nó không đọc nữa, nó không học nữa, mắt nó đang vơ vẩn đó đây thì gặp mắt tôi. Tôi lấy tay ra hiệu cho nó để khuyên nó tiếp tục học bài đi. Nó khẽ mỉm cười với tôi ra ý cảm ơn tôi đã nhắc nhở nó và lại nhìn vào sách. Nhưng rồi mắt nó lại ngước lên nhìn hai bên bờ sông, hết bờ này đến bờ kia. Vì nó không nhìn về phía tôi nên tôi đứng lên cốt để cho nó chú ý và khi nó đã trông thấy tôi thì tôi lấy tay trỏ vào quyển sách. Nó lại cầm sách lên ngượng nhịu, rủi thay, hai phút sau một con chim bói cá xẹt qua chấp thuyền như một mũi tên, để lại một làn xanh đằng sau nó. Arthur ngẩng đầu lên nhìn theo con chim, khi hình ảnh đó tan biến thì nó lại nhìn tôi, rồi nó nói tôi không thể học được tuy tôi muốn lắm, tôi bước lại gần nó. Tôi nói, ấy thế mà cái bài ngụ ngôn này cũng chẳng lấy gì làm khó cho lắm. Ồ, trái lại khó lắm chứ, tôi thấy nó cũng dễ thôi. Khi nghe mẹ anh đọc tôi cũng đã nhớ được đấy, nó mỉm cười ngờ vực. Tôi tiếc anh có muốn tôi đọc cho anh nghe không, muốn làm gì cái chuyện không thể có ấy. Không đâu, không phải là không thể đâu, tôi cứ thử đọc nhé. Anh cầm lấy sách, nó cầm quyển sách lên và tôi bắt đầu đọc. Nó chỉ phải nhắc tôi có ba, bốn lần thôi. Nghe hết bài, nó reo, chào ôi, anh thuộc rồi, cũng chưa thuộc lắm đâu nhưng từ giờ trở đi thì chắc tôi đọc không vấp váp gì nữa anh làm thế nào mà học được thế tôi lắng nghe mẹ anh đọc tôi chăm chú nghe chứ không nhìn những vật chung quanh tôi nó đỏ mặt nhìn đi chỗ khác sau một phút bẽ bảng nó nói tôi hiểu anh đã lắng nghe như thế nào rồi tôi sẽ cố gắng lắng nghe như anh nhưng mà anh làm thế nào mà nhớ nổi tất cả những chữ ấy nhỉ nó cứ dối beng trong trí nhớ của tôi tôi đã làm thế nào tôi cũng chẳng biết nữa vì tôi chưa hề nghĩ tới câu đó tuy vậy tôi cố tự mình tìm hiểu để giải thích cho nó tôi trả lời trong bài ngụ môn này nói gì tôi tự hỏi mình thế nói về một con cừu thế là tôi bắt đầu nghĩ tới những con cừu rồi tôi nghĩ tới chuyện chúng nó đang làm gì đàn cừu đang sống an toàn trong chuồng tôi trông thấy lũ cừu nằm và ngủ ở trong chuồng vì chúng nó an toàn khi tôi đã trông thấy chúng nó rồi thì tôi không quên nữa được rồi nó nói Tôi cũng trông thấy chúng nó, đàn cừu đang uống, an toàn trong chuồng, tôi trông thấy có con trắng, có con đen, tôi trông thấy những con cừu cái và những con cừu non. Tôi trông thấy cả cái chuồng, chuồng làm bằng những bức phên thưa, thế anh sẽ không quên nữa chứ. Ồ, không, thường thì ai trông coi cừu? Chó, khi không cần phải trông coi cừu, bởi vì cừu đã được an toàn thì mấy con chó làm gì? Chúng chẳng có việc gì mà làm cả, thế thì chúng nó có thể ngủ được vậy chúng ta nói mấy con chó đều ngủ cả đúng rồi thật dễ dàng đấy có phải thật là dễ không bây giờ chúng ta nghĩ đến chuyện khác cùng với lũ chó thì còn có ai trông coi cừu nữa người chăn cừu nếu cừu đã an toàn rồi thì người chăn cừu chẳng có gì mà làm thế anh ta có thể dùng thì giờ làm gì nhỉ để thổi sáo anh có trông thấy anh ta không anh ta ở đâu nhỉ ở dưới bóng một cây du to anh ta có một mình thôi ư không anh ta cùng ngồi với các anh chăn cừu láng giềng. vậy nếu anh trông thấy cừu, chuồng cừu, chó và người chăn cừu thì anh có thể đọc thuộc đoạn đầu bài ngụ ngôn không nhỉ? có lẽ được. hãy đọc thử xem nào. nghe tôi nói thế và giảng cho nó hiểu cách làm thế nào để học thuộc được một bài mới sâu tưởng chừng như khó lắm. Arthur vừa cảm động vừa lo sợ nhìn tôi. hình như nó chưa tin lắm những điều tôi nói là sự thật. tuy vậy, sau vài giây do dự nó quả quyết đàn cừu đang sống an toàn trong chuồng, mấy con chó đều ngủ cả, người chăn cừu thổi sáo dưới bóng cây du to cùng với các bạn láng giềng. Thế rồi nó vỗ tay reo lên, tôi thuộc rồi mà, tôi không phạm lỗi nào cả, thế anh có muốn học nốt bài ngụ ngôn bằng cách ấy không? Muốn chứ, có anh, tôi chắc chắn là sẽ học được. Ôi chà, mẹ sẽ bằng lòng lắm nhỉ, thế là nó học nốt bài ngụ ngôn như đã đọc mấy câu đầu. Chưa đầy 15 phút sau nó đã thuộc lòng. Nó đang đọc trôi chảy thì mẹ nó ra đứng sau chúng tôi. Thoạt tiên bà ta có ý giận vì thấy chúng tôi tụng với nhau. Bà tưởng chúng tôi tụng nhau để chơi đùa. Nhưng Arthur không để bà ta nói nửa lời. Nó reo, con thuộc bài rồi, chính anh ấy đã dạy con đấy. Bà Milligan ngạc nhiên nhìn tôi và chắc là bà sắp hỏi tôi thế nào đây. Nhưng không đợi bảo, Arthur bắt đầu đọc bài cho sói và cửu non. Nó đọc với vẻ đắc thắng và vui vẻ, không ngập ngừng, không sai tiếng nào. Trong khi đó tôi nhìn bà Milligan, tôi thấy gương mặt xinh đẹp của bà sáng bừng một nụ cười, rồi hình như là bà rơm rớm nước mắt. Nhưng vì lúc đó bà cúi xuống choàng hai tay ôm con bà và âu yếm hôn nó nên tôi không biết bà có khóc không. Arthur nói những chữ xuông thì thật ngốc, nó chả có nghĩa lý gì, chỉ có sự vật thì mới trông thấy rõ. Anh Remy đã làm cho con trông thấy người chăn cừu với ông sao. Khi con vừa học vừa ngước mắt lên thì con không nghĩ gì đến mọi thứ chung quanh con, con trông thấy ống sáo của người chăn cừu và con nghe điệu nhạc anh ta thôi. Mẹ có muốn con hát cái điệu ấy không? Thế là Arthur hát một bài hát buồn buồn bằng tiếng Anh. Lần này thì bà Milligan khóc thật sự. Khi bà đứng lên, tôi trông thấy mấy giọt nước mắt của bà trên má Arthur. Bà lại gần tôi, cầm tay tôi. Bà siết tay tôi thật nhẹ nhàng êm ái, làm cho tôi cảm động bà nói cháu là một đứa bé ngoan tôi kể lể đầy đủ câu chuyện nhỏ vừa xảy ra đây để cho mọi người hiểu sự thay đổi về địa vị của tôi bắt đầu từ ngày hôm ấy hôm trước người ta coi tôi là một thằng bé làm xiếc chó khỉ và dùng tôi với những con chó con khỉ của tôi để làm vui cho một cậu bé uống nhưng cái việc học bài vừa rồi đã tách tôi ra khỏi bầy chó và khỉ tôi trở thành một người bạn gần như một người bạn thân của Arthur phải nói ngay cái chuyện này mà mãi về sau tôi mới biết đó là việc bà milligan rất buồn lòng nhận thấy con bà không học hành gì được cả hay nói đúng hơn không thể học hành gì được tuy rằng nó ốm nhưng bà vẫn muốn cho nó học tập ấy cũng vì bệnh còn kéo dài nên bà muốn ngay từ bây giờ rèn cho trí óc thằng bé những tập quán thích hợp để tới khi nó khỏi bệnh thì nó có thể học bù lại cái thời gian đã bỏ mất nhưng cho tới ngày hôm đó bà đã không thành công Arthur không phải là một đứa bé ương bướng, không chịu học, nhưng nó không tài nào tập trung tư tưởng, không tài nào chuyên cần cho được. Đưa sách vào tay nó thì nó không phản kháng, nó gần như vui lòng xòe tay ra để nhận lấy là khác. Nhưng mà trí óc nó thì nó lại không mở ra, y như một cái máy, nó nhắc lại một cách vô ý thức những chữ người ta cố nhồi vào trong đầu óc nó, chữ được chữ mất, có thể nói mất nhiều hơn là được. Do đó mẹ nó rất buồn và thất vọng về nó cũng do đó bà rất hài lòng khi nghe nó đọc thuộc một bài ngụ ngôn vừa học cùng với tôi trong nửa tiếng đồng hồ cũng cái bài ngụ ngôn đấy bà ta đã mất mấy ngày trời mà không tài nào làm cho nó nhớ được bây giờ khi nghĩ tới những ngày sống trên thuyền gần bà milligan và arthur tôi thấy đó là những ngày tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu của tôi arthur yêu tôi bằng một tình bạn nồng nhiệt về phía tôi một mối thiện cảm tự nhiên đã làm cho tôi coi nó như anh em ruột thịt không suy nghĩ gì. Chúng tôi không cãi nhau bao giờ, mặc dù là chủ nhân, chẳng khi nào nó mảy may có ý chỉnh thượng với tôi. Và riêng tôi cũng không thấy mảy may rụt rè lúng túng với nó. Tôi không hề nghĩ là mình có thể như thế, cái đó chắc là do tôi ít tuổi mà chưa am hiểu việc đời. Nhưng mà chắc chắn một phần nào cũng do tính tình tế nhị và lòng tốt của bà Milligan. Bà thường nói năng với tôi như thể tôi là con của bà vậy và lại cuộc du hành trên thuyền này thật là kỳ diệu. Chẳng có giờ phút nào buồn chán hay mệt nhọc, từ sáng chi tối, tất cả giờ giấc của chúng tôi đều được sử dụng đầy đủ. Từ khi có con đường xe lửa thì người ta không tới xem kênh Nam và cũng chẳng buồn biết đến con sông đảo ấy nữa. Ấy thế mà nó là một trong những cảnh kỳ thú của nước Pháp đấy. Từ Villefranc de Loraguay chúng tôi đi Avignonet, rồi từ Avignonet đi vào miền núi đá Naurau. Ở Naurau có đài kỷ niệm ông Ricay người đã đào ra con kênh này. Đài dựng ngay trên đường phân thủy giữa những con sông chảy ra Đại Tây Dương và những con sông chảy ra Địa Trung Hải. Rồi chúng tôi đi qua Castenodery, thành phố của máy xay, đoạn xuyên qua Casson, thành phố Trung Cổ. Chúng tôi vượt cống Fauren rất đáng xem vì có tám ngăn phối hợp. Từ cống ấy thuyền đổ xuống Bézier, ở miền nào đẹp mắt thì mỗi ngày chúng tôi đi chỉ mấy dặm. Trái lại qua nơi nào phong cảnh đơn điệu chúng tôi đi nhanh hơn tùy phong cảnh hai bên đường mà chúng tôi đi hay ở, đi chậm hoặc đi nhanh. Chúng tôi không vướng víu về những việc có thể làm bận tâm những khách đi đường khác. Chúng tôi không cần phải đi những đoạn đường dài để cho tới một quán trọ mới chắc chắn là có chỗ ăn chỗ ngủ. Cứ đúng giờ là bữa ăn dọn ra dưới mái hiên. Chúng tôi vừa ăn vừa bình thản ngắm quang cảnh mỗi lúc mỗi thay đổi hai bên bờ. Về chiều, bất luận gặp trời tối chỗ nào là chúng tôi đỗ lại ở chỗ ấy cho đến khi trời sáng tuy là đi nhưng lại luôn luôn ở trong nhà mình nên chúng tôi không hề có những buổi tối nhàn rỗi vô sự thường thường là buồn tẻ và dài rằng dặc với khách du lịch thông thường. Trái lại đối với chúng tôi, thời giờ buổi tối dường như ngắn ngủi quá. Giờ đi ngủ chợt đến vào lúc chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện ngủ nghe tí nào. Khi thuyền đỗ lại, nếu trời lạnh thì mọi người đều ở trong phòng khách. Người ta đốt một ngọn lửa nhỏ để xua tan khí ẩm ướt và sương mù có hại cho sức khỏe người ốm. Rồi người ta mang đèn ra. Arthur được đặt nằm trước bàn. Tôi ngồi gần nó, bà Milligan dở cho chúng tôi xem những quyển sách tranh và những tập ảnh, cũng như con thuyền được đóng riêng để phục vụ cuộc hành trình đặc biệt trên sông này. Những sách vở và tranh ảnh ở đây đã được lựa chọn thích hợp với cuộc du lịch. Khi chúng tôi bắt đầu mỏi mắt thì bà Milligan lại mở một quyển sách ra đọc cho chúng tôi nghe những đoạn chúng tôi ưa thích và có thể hiểu được, hoặc là gấp tất cả sách, ảnh lại bà kể cho chúng tôi nghe những truyền thuyết những sự kiện lịch sử liên quan đến các vùng vừa đi qua bà vừa kể vừa chăm chú nhìn vào mặt con bà thật là cảm động khi thấy bà không tiếc công phu khó nhọc để tìm những từ vừa ý dùng những chữ thật dễ hiểu trong những buổi tối đẹp trời tôi cũng đóng một vai trò tích cực tôi xách cây thụ cầm đi lên bộ tìm đến một chỗ hơi xa một chút đứng nấp vào bóng cây và hát tất cả các bài hát chơi tất cả các điệu nhạc tôi thuộc À thưa, thích thú được nghe âm nhạc trong cảnh đêm yên tĩnh mà mắt không trông thấy người gầy đàn thỉnh thoảng nó gọi bảo tôi nữa đi và tôi lại gầy lại bài tôi vừa mới chấm dứt cảnh sống ở đó quả là êm đẹp và sung sướng đối với một đứa trẻ như tôi một đứa trẻ rời khỏi túp lều của má barberin chỉ để theo ông cụ vitalis trên đường thiên lý món khoai tây rắc muối của bà mẹ nuôi tội nghiệp của tôi so với những bánh mứt nước quả đông bánh kem bánh ngọt của chị nấu bếp nhà bà Milligan thật khác xa. Những thời đi bộ từng chặng đường dài trong bùn lầy dưới mưa dầu nắng rãi lùi tuổi sau gót chủ, so với cuộc du hành bằng thuyền này cũng thật là trái ngược. Nhưng mà nói cho công bằng đối với mình thì trong cuộc sống mới này, tôi cảm thấy sung sướng về tinh thần hơn là về những sự hưởng thụ vật chất. Phải, bánh của bà Milligan ngon thật đấy. Phải, không bị đói, không khổ vì rét vì bức, cái đó thật dễ chịu nhưng mà những tình cảm thắm thiết tràn ngập lòng tôi còn dễ chịu và tốt đẹp hơn những cái đó biết bao. Đã hai lần tôi được thấy mối thân tình ràng buộc tôi với những người tôi thương bị cắt đứt hoặc gián đoạn. Lần đầu tôi bị rứt ra khỏi tay ma Barberin. Lần thứ hai tôi phải xa lìa cụ Vitalis và thế là hai lần tôi phải sống cô đơn ở trên đời, không nơi nương tựa, không người nhờ cậy, chỉ đánh bạn với mấy con thú của tôi thôi. Ấy thế mà trong lúc cô quạnh, trong lúc khốn cùng tôi đã tìm thấy có người yêu mến tôi và để cho tôi yêu mến. Một người phụ nữ đẹp, hiền hậu, nhã nhặn và âu yếm. Một đứa bé cùng lứa tuổi tôi, đối xử với tôi như anh em ruột thịt. Đó là điều sung sướng biết bao đối với một trái tim đang khao khát yêu thương như tôi. Biết bao lần nhìn thấy Arthur xanh sao, dầu dĩ nằm dài trên tấm ván. Tôi đâm ra thèm muốn hạnh phúc của nó, mặc dù tôi vẫn khỏe mạnh, sức vóc dường này không phải thèm muốn cảnh sống đầy đủ của nó không phải thèm muốn những sách vở những thứ đồ chơi sang trọng của nó cả chiếc du thuyền kia tôi cũng không ham tôi chỉ thèm cái tình thương yêu của bà mẹ nó đối với nó được yêu thương như vậy phải biết là nó sung sướng nhé mỗi ngày nó được bà ôm hôn đến những hai mươi và nó cũng được âu yếm ôm hôn cái bà phu nhân xinh đẹp ấy còn tôi thì mỗi khi bà đưa tay ra cho tôi bắt tôi chỉ dám chạm vào xe sẽ thôi Thế rồi tôi buồn rầu chạy nghĩ chả bao giờ tôi có một bà mẹ hôn tôi và để cho tôi hôn. Có lẽ một ngày kia tôi gặp lại má Barberin và đó là một niềm vui lớn. Nhưng mà dẫu sao bây giờ tôi không thể gọi má đối với bà y như ngày xưa. Vì má không phải là mẹ đẻ của tôi. Cô đơn, có lẽ tôi phải chịu cô đơn mãi mãi. Cái ý nghĩ ấy làm cho tôi thích thú bội phần khi thấy mình được bà Milligan và Arthur đối xử âu yếm. Tôi thấy không nên khó tính, đòi hỏi nhiều quá về cái phần hạnh phúc của mình ở trên thế gian này không có mẹ không anh em không gia đình thì có bè bạn cũng đủ sung sướng rồi tôi phải tự lấy làm sung sướng và thực sự tôi đã sung sướng hoàn toàn tuy nhiên những thói quen mới kia dù có êm ái dễ chịu đến đâu đi nữa cũng sắp đến lúc tôi phải rời bỏ để trở lại với đời sống trước đây